Như Hữu Đạo xem thường, ta không hiểu nhiều về chuyện tu luyện của người khác, có lẽ là công pháp tu luyện của ta khác, nên tiêu hao cũng khác đi. Thật sao? Quản Phương Nghi hơi nghi ngờ, xách tay áo, duỗi tay ra, làm bộ muốn ấn bụng hắn, có dám để ta nhìn thêm không? Như Hữu Đạo thản nhiên rời tay khỏi kiếm, với ngươi thì có gì mà không yên tâm. Cha thì cha chứ sao? Đan điền khí hải chính là căn bản của pháp lực toàn thân, một khi bị phá hư, một thân tu vi coi như bị phế, tương đương với một tính mạng khác của tu sĩ. Nhất là thi pháp vào bụng kiểm tra ở khoảng cách gần, nếu thực có lòng xấu xa, người còn không có thời gian để phản ứng, không khác gì bị người ta gác đao trên cổ. Trong tình huống bình thường, tu sĩ thà rằng để người ta chạm vào những bộ vị khác cũng sẽ không cho người tiếp xúc trực tiếp với khí hải đan điền, ít nhiều cũng sẽ có thời gian đối phó. Thấy người ta tín nhiệm mình như vậy, ngoài mặt Quản Phương Nhi tỏ ra khinh thường nhưng trong lòng rất vui. Bà ta chậm rãi ấn tay vào bụng dưới của Ngưu Hữu Đạo, chậm chậm thi pháp rót vào đan điền của hắn xem xét. Kết quả, bà ta phát hiện chân khí trong đan điền khí hải của hắn tinh thuần đến mức nhất định, nhưng vẫn rỗng tuếch, không thấy tí kim đan nào. Khi bà ta rút pháp lực về, Ngưu Hữu Đạo như cười như không hỏi, không lừa gạt ngươi chứ. Lần này tin ta chưa? Quản Phương Nghi lẩm bẩm, lạ thật, chẳng lẽ có liên quan đến công pháp ngươi tu luyện thật? Hoàn toàn chính xác, hắn không lừa bà ta, đúng là chưa đến được cảnh giới kết đan. Nhưng bà ta không hiểu được, không chỉ nói đến chuyện số lượng linh nguyên đan tiêu hao rất không bình thường, độ tinh thuần của chân khí trong cơ thể cũng vượt xa trúc cơ kỳ, nhưng vẫn chưa đạt tới cảnh giới kết thành kim đan. Bà ta chỉ có thể nghi ngờ có liên quan đến công pháp tu luyện của Ngưu Hữu Đạo. Là công pháp tu luyện của Thượng Thanh Tông sao? Bà ta cũng muốn hỏi hắn tu luyện công pháp gì, nhưng đây là tối kỵ của giới tu hành. Người trong môn phái, xem tên môn phái là biết ngươi tu luyện công pháp gì, không cần hỏi nhiều. Hỏi cái này khác nào nghi ngờ người ta phản bội sư môn. Là nhục nhã người khác, còn nếu là người không có môn phái, thì càng không nên hỏi. Làm sao có thể tùy tiện cho người khác biết bản lãnh bảo mệnh chứ? Giống như Ngưu Hữu Đạo chưa bao giờ hỏi bà ta tu luyện công pháp gì. Lúc này, có hộ vệ phủ thứ sử tới báo, tiên sinh, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc cầu kiến. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, Ngưu Hữu Đạo cũng hơi kỳ quái, sứ thần nước Tấn tới gặp ta làm gì? Thưa, thuộc hạ không biết, người này đang đứng ngoài phủ, tiên sinh có muốn gặp không? Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định xem đối phương muốn làm gì, cho mời. Hộ vệ rời đi, Quản Phương Nghi thì thầm, người đã liên tiếp giết hai sứ thần, còn có người dám đưa tới cửa sao? Ngưu Hữu Đạo trừng mắt với bà ta, ta không phải kẻ ham giết người tới phát điên. Vô duyên vô tới giết y làm gì? Quản Phương Nghi không nhịn được, cười trộm, chỉ chốc lát sau, sứ thần nước Tấn Sở Tương Ngọc đi vào, đứng xa xa chắp tay chào, đạo gia, chúng ta lại gặp mặt. Ngưu Hữu Đạo khoát tay cười nói, trước mặt sở đại nhân, không dám nhận hai chữ đạo gia. Ha ha, nghe nói người bên cạnh đạo gia đều xưng hô như vậy, ta cũng gọi theo. Song phương khách khí hàn huyên một hồi, người ta nhất định đã muốn xưng hô như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng đành chịu thôi. Song phương ngồi trong đình, Quản Phương Nghi dâng trà rồi lui xuống. Sở đại nhân, giờ có thể nói chưa? Ngưu Hữu Đạo không quanh co với y, buông chén trà liền hỏi. Sở Tương Ngọc thấp giọng hỏi, đạo gia có biết tình cảnh trước mắt của mình không? Lần này, mặc dù Nam Châu đã giải được mối nguy, nhưng sợ là Hoàng thượng nước Yến Thương Kiến Hùng sẽ hận ngài thấu xương. Ngưu Hữu Đạo cười cười, sở đại nhân lại quan tâm tới an nguy của ta, sao ta cảm giác hơi là lạ. Sở Tương Ngọc thần thần bí bí nói, biết được tình cảnh của đạo gia, có người nguyện ý bảo đảm bình an của đạo gia. Ngưu Hữu Đạo quan sát đối phương cẩn thận một chút, thân phận của y khiến cho hắn không thể không nghi ngờ, chẳng lẽ Hoàng thượng nước Tấn Thái Thúc Hùng muốn bảo vệ ta. Sở Tương Ngọc nghiêm mặt nói, bệ hạ chính là hùng chủ một đời, cầu hiền như khát nước, ngưỡng mộ đạo gia đã lâu. Y lại nhảy một đống lời khen tặng, Ngưu Hữu Đạo xem như đã hiểu, người này muốn mời chào mình. Dù Nam Châu đã vượt qua được nguy hiểm trước mắt nhưng sớm muộn gì cũng phải đối diện với kiếp nạn, thực sự không phải nơi có thể ở lâu. Nước Tấn ta thì khác, không nói lâu dài, chỉ nói trước mắt, Thương Kiến Hùng tất sẽ nghĩ hết biện pháp để hại ngài, nếu tới nước Tấn ta thì không cần lo. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi uống trà, nhẫn nhịn nghe y nói cho xong. Sở Tương Ngọc nói xong cũng chờ thái độ của hắn, thực ra Sở Tương Ngọc cũng rất hồi hộp, sứ thần các nước đều đi rồi, y xem như lớn gan không đi. Người nước Hàn, nước Tề, nước Vệ bỏ chạy là vì không cần thiết gánh nguy hiểm kia. Người nước Yến và nước Triệu là không dám ở lại, một khi khai chiến, có thể hình dung được kết cục của người hai nước này ở Kim Châu. Nước Tống gây ra chuyện này đâu còn ngốc nghếch ở lại, nên trở về nước Tống phục mệnh thôi. Duy chỉ còn lại một mình y cũng chẳng có cách nào khác, âm thầm nhận ý chỉ hạ sát thủ với Ngưu Hữu Đạo. Ai ngờ, cơ hội hạ sát thủ còn chưa tìm tới, bệ hạ lại hạ ý chỉ mới, dặn y mời chào Ngưu Hữu Đạo, sự thay đổi này thực sự khiến cho y không biết nói thế nào. Đợi nửa ngày không thấy hắn có phản ứng gì, Sở Tương Ngọc hỏi, bệ hạ thành tâm thành ý, ý đạo ra thế nào? Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nói, ý tốt của bệ hạ ta xin lính, có điều, ta không dám đi. Nếu bệ hạ thực sự có thành ý, không ngại lấy ra chút thành ý xem. Đạo gia muốn thành ý gì? Đầu của Thiệu Bình Ba, chỉ cần đưa đầu y cho ta, ta sẽ lập tức tới ngay. Chương 846, chỉ cần hắn muốn đến một. Sở Tương Ngọc á khẩu, lựa lời, Thiếu công tử đã đồng ý với bệ hạ, chỉ cần đạo gia đồng ý, công tử sẽ nguyện ý quên hết ân oán trước kia với đạo gia. Bệ hạ có thể bảo đảm, coi ta không bằng đứa con nít 3 tuổi sao, y nói quên hết ân oán trước kia là ta tin hả? Sở đại nhận, có phải bệ hạ và Thiệu Bình Ba cùng hợp sức lừa ta chứ? Tuyệt đối không có khả năng, nếu ngươi không tin, bệ hạ có thể công khai bảo đảm với thiên hạ. Bảo đảm có làm được gì, chúng ta tới nước Tấn, rơi vào tay các ngươi, ngươi muốn ép cho ta tội danh gì lại quá dễ dàng sao? Ngươi đừng phí công phí lưỡi nữa, vẫn là câu nói kia. Chỉ cần đem đầu của Thiệu Bình Ba cho ta, ta lập tức tìm tới bệ hạ nương tựa. Không thương thuyết nổi nữa, hắn lặp đi lặp lại câu này chính là muốn Thái Thúc Hùng giết Thiệu Bình Ba. Sao Sở Tương Ngọc có thể tự quyết được việc này? Cuối cùng, y chỉ có thể ngượng ngùng cáo từ, về trước xin chỉ thị. Đừng nói là Ngưu Hữu Đạo, thực ra, ngay cả Sở Tương Ngọc cũng nghi ngờ có phải bệ hạ đang cùng Thiệu Bình Ba gài bẫy hắn không? Khách đi rồi, quản Phương Nhi tiến lại, hỏi y chạy đến gặp ngài làm gì? Nói là Thái Thúc Hùng muốn mời chào ta, Ngưu Hữu Đạo tóm tắt sơ lại tình hình. Quản Phương Nhi kinh ngạc, chẳng lẽ Thái Thúc Hùng không biết ngài và Thiệu Bình Ba là tử địch? Người trong thiên hạ đều biết, lão ta không biết mới lạ. Cho nên, nếu nói là họ dùng mánh khóe vụng về này để mưu hại ta thì không xuôi tai, ta có ngốc đâu. Có điều, Thái Thúc Hùng đột nhiên đưa ra đề nghị này. Ngưu Hữu Đạo suy nghĩ một lát, chợt nhíu mày nói, má nó, cái tên vương bát đản Thiệu Bình Ba kia, ta hiểu y rất rõ, không biết đã nói bao nhiêu lời hay với Thái Thúc Hùng về lão tử rồi. Quên hết ân oán trước kia sao? Lão tử tin y mới lạ, chỉ sợ muốn mượn đao giết người mới là thật. Quản Phương Nghi nhắc nhở, trong số các quân chủ 7 nước duy chỉ có nước Tấn là chính giáo một thể, Thái Thúc Hùng có thể động tới giới tu hành, các đế vương khác không so được. Không dễ khiến lão mất mặt đâu, cho nên ta cũng không dám cự tuyệt, chỉ bảo y đem đầu của Thiệu Bình Ba đến đây cho ta. Quản Phương Nghi im lặng, yêu cầu này có vẻ hơi quá phận, nhân mã nhắm vào Kim Châu của Triệu Quốc cũng đã rút lui, Nam Châu và Kim Châu tránh thoát một kiếp rồi. Trong Thiên Vi Phủ, Huyền Vi ngồi sau án nhìn tình báo trong tay xong, tiện tay ném lên bàn, buông tiếng thở dài. Trong tiếng thở dài có chất chứa sự tiếc nuối, nàng hy vọng Nam Châu bị Yến Quốc chiếm lấy, có nhân tình Ngưu Hữu Đạo nợ, nàng mới có thể nhân cơ hội chào mời Ngưu Hữu Đạo. Tu vi Ngưu Hữu Đạo không xuất chúng nhưng quý ở tài năng, hoàn toàn có thể lôi kéo về làm mưu sĩ. Một mưu sĩ tốt đủ để chống đỡ thiên quân vạn mã, thậm chí thắng 10 cao thủ tu sĩ tầng lớp đỉnh cấp. Triệu Hùng Ca và Ngưu Hữu Đạo, nếu bảo nàng chọn một người, chắc chắn nàng sẽ không do dự chọn Ngưu Hữu Đạo. Một Triệu Hùng Ca dù có đánh đấm giỏi mấy, đối mặt với lực lượng giữa các nước, sức phá hoại dù sao cũng có giới hạn. Nhưng nàng lại không muốn Nam Châu bị nắm giữ, tình hình hiện tại là tốt nhất, nàng không muốn cân bằng giữa 4 nước phía đông bị phá vỡ, cũng không muốn phía đông có nước nào lớn mạnh. Trong thời điểm vệ quốc không thể có hành động gì lớn, phía đông tốt nhất cứ kiềm chế lẫn nhau như vậy. Cho nên cảm xúc của nàng khá phức tạp. Đường Nhi ở bên thử hỏi, lần này Yến Quốc bị tình thế ép phải lui binh, chẳng lẽ sau này sẽ không ngóc đầu trở lại nữa sao? Đối mặt với tình hình Yến Quốc, tương đối mà nói, trong lòng nàng vẫn thiên về phía Nam Châu của Ngưu Hữu Đạo, không muốn Ngưu Hữu Đạo gặp phiền phức. Nếu không có biến cố gì lớn, trong một khoảng thời gian tương đối dài sẽ không có khả năng lắm đâu. Huyền Vi đứng lên, vòng ra khỏi trường án đi qua đi lại. Năm đó Yến Quốc mất Bắc Châu, đã tranh chấp với Hàn Quốc bao nhiêu năm không chịu từ bỏ. Bây giờ đổi chủ, Hàn Quốc cũng sẽ không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không sẽ không tiện ăn nói với trên dưới trong nước, cho dù chỉ là làm dáng thì cũng phải tiếp tục giằng co. Tống Quốc sẽ lấy cớ, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất binh, nhưng đơn độc đánh nhau sống chết với Yến Quốc thì lại không dám, tiêu hao đối với quốc lực quá lớn, nếu tốn hết sức rồi, không cẩn thận sẽ để người ta thu thập cả Tống Quốc và Yến Quốc. Tống Quốc chắc chắn sẽ cắn lấy cái cớ ấy dây dưa không thả, nhưng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định sẽ đứng phía sau xui khiến Hàn Quốc động thủ. Triệu Quốc không có nội loạn, ở bên nhìn chằm chằm, Hàn Quốc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cũng nhất định xui khiến Tống Quốc động thủ. Đường Nhi lại thử hỏi, hai nước có thể liên thủ không, có thể là cả ba nước sẽ cùng nhau liên thủ chia cắt Yến Quốc không? Huyền Vi quay đầu nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, 7 quốc tranh giành nhau đã nhiều năm vậy, đều hiểu rất rõ nhau. Nếu Triệu quốc dám liên thủ với Hàn, Tống diệt Yến, Vệ quốc ta và Tề quốc dù thế nào cũng sẽ không ngồi nhìn. Hàn quốc phía tây sa mạc mênh mông, sa hạt vô số, đại quân không thể qua được, các nước phía đông nếu muốn tiến quân phía tây chỉ có thể quá cảnh Triệu quốc. Tần quốc phía chính diện đã đủ cho người ta nhức đầu, há có thể để Triệu quốc lớn mạnh nữa. Triệu quốc có thể nói là một mối họa đằng sau Vệ quốc và Tề quốc, chính là mấu chốt giúp hai nước chống cự các nước phía đông. Các nước phía đông ai không muốn phát triển an toàn, Vệ quốc và Tề quốc sẽ không để cho Triệu quốc phát triển an toàn, đây là chiến lược quan trọng của hai nước. Lui nhường một bước sẽ có rất nhiều các phiền phức khác theo nhau kéo tới. Một khi Triệu quốc phát triển an toàn, để đề phòng Tấn quốc, sau này sợ là phải quỳ xuống lấy lòng Triệu quốc, phải trả cái giá lớn chừng nào mới có thể thỏa mãn khẩu vị người ta. Nuôi người ta lớn lên rồi, người ta còn chẳng nể tình ngươi, cuối cùng còn đâm ngươi một đao. Một khi Triệu quốc tham gia chia cắt Yến quốc, Vệ quốc và Tề quốc ta dù thế nào cũng phải cử một chi nhân mã tạo thành liên quân giáo huấn Triệu quốc. Kể từ đó, Triệu quốc hoặc là ngồi nhìn, hoặc là... Nếu không muốn thấy Hàn Quốc sau khi chia cắt Yến quốc rồi trở nên cường đại uy hiếp được mình, cũng chỉ có thể nhân lúc Hàn Quốc lơ là mà phát động tiến công. Bởi vậy Hàn Quốc lại sợ ném chuột vỡ bình, một vòng khống chế luẩn quẩn như vậy đấy, nếu không phải thế, sau khi Ninh Vương Thương Kiến Bá chết, Yến quốc với tình hình nội bộ như thế này chỉ đã sụp đổ từ lâu rồi. Đường Nghi như suy nghĩ gì đó gật đầu, đi theo sau Huyền Vi, bản thân nàng cũng không thể không thừa nhận mình đúng là thiếu kiến thức. Nói đến đây, Huyền Vi liếc mắt nhìn Đường Nghi, bản thân Ngưu Hữu Đạo, giờ cho dù ai cũng có thể nhận ra hắn là chỗ dựa lớn nhất của Thương Triều Tông, là Thương Kiến Hùng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Đường Nghi, tay hắn nắm nhân mã Nam Châu, Thương Kiến Hùng dám hành động thiếu suy nghĩ sao? Huyền Vi lắc đầu cười, có tu sĩ tham gia chiến tranh, bên nào cũng không thể không có tu sĩ tùy tùng, nếu không thủ tướng của thượng tướng trong trăm vạn quân cũng rất dễ bị quân địch hái xuống. Quân đội lớn mạnh đến đâu, không có chỉ huy thì còn đánh đấm thế nào? Đại Thiên Sơn bằng lòng phối hợp nhân mã với Thương Triều Tông tiến ép Kim Châu là để trấn nhiếp Triệu quốc, cuối cùng là để bảo vệ Nam Châu. Yến quốc lui binh rồi, ngươi cảm thấy Đại Thiên Sơn sẽ còn chủ động rước phiền toái nữa không? Hơn nữa, nàng ngừng một chút nói, chính bọn hắn không dám cứng rắn đối chọi với Ngưu Hữu Đạo là sợ rước lấy đại loạn Nam Châu, nhưng nếu là người khác làm thay. Chỉ Đại Thiên Sơn ước gì được mượn dao giết người, ước gì được mượn tay Thương Kiến Hùng để diệt trừ Ngưu Hữu Đạo. Đại Thiên Sơn không phối hợp với Thương Triều Tông, đại quân của Thương Triều Tông chỉ để trang trí, dám tự tiện tiến đánh triều đình tức là tự tìm chết, người nói Thương Kiến Hùng có dám hành động thiếu suy nghĩ không? Chương 847, chỉ cần hắn muốn đến hai. Đường Nghi trầm mặc, hơi nhíu mày, trong lòng vô cùng lo lắng cho Ngưu Hữu Đạo. Ta thật sự rất muốn che chở cho Ngưu Hữu Đạo, gia cũng rất thích hắn, chỉ cần hắn muốn đến Vệ quốc ta giúp ta chút sức, tất cả phiền phức của hắn đều có thể dễ dàng giải quyết. Luận tài lực, bảy nước không ai hơn được Vệ quốc, chỉ cần hắn muốn đến, tài nguyên tu hành của hắn ta đảm bảo sẽ đầy đủ, cũng có thể hứa hẹn với hắn những lợi ích to lớn hơn. Huyền Vi đi tới trước mặt Đường Nghi, nhìn chăm chăm nàng nói, nếu ngươi có thể khuyên hắn đến đây, ta sẽ giúp Thương Triều Tông áp chế ác môn phái khác, cắt đất một châu cho Thương Triều Tông. Nàng đã muốn mời chào Ngưu Hữu Đạo từ lâu nhưng lúc đầu thì không có ý định mãnh liệt lắm. Dù sao nàng cũng không phải Thái Thúc Hùng, không biết được quá nhiều chuyện không muốn người khác biết từ Thiệu Bình Ba. Có điều nàng cũng là người chú ý lôi kéo Ngưu Hữu Đạo đầu quân sớm nhất, năm đó sau khi Ngưu Hữu Đạo cướp chiến mã bắt đầu từ khi nàng nhìn thấy viên cương ở trong sa mạc có thể đứng sau lưng điều khiển hạt hoàng, nàng muốn không chú ý cũng khó. Nhưng nàng cũng không biết được nhiều hơn người khác bao nhiêu, ở mức độ nào đó mà nói, Ngưu Hữu Đạo rất khiêm tốn, phần lớn đều nấp sau màn ở Nam Châu không ra mặt, ngay cả đám Thương Triều Tông cùng một hội với Ngưu Hữu Đạo cũng thường xuyên không biết rõ động tĩnh của Ngưu Hữu Đạo, người ngoài càng khó phát hiện ra điều gì. Nhưng sau kịch biến Nam Châu và Bắc Châu, động tĩnh được làm lớn, Thiệu Bình Ba và Ngưu Hữu Đạo đều song song bước lên võ đài trước tầm mắt các nước. Chuyện Nam Châu và Kim Châu lần này lại rất có thể là Ngưu Hữu Đạo làm. Cộng thêm Thái Thúc Hùng coi trọng Thiệu Bình Ba như vậy làm suy nghĩ mời chào Ngưu Hữu Đạo của nàng càng thêm mãnh liệt. Thái Thúc Hùng là ai? Có thể coi trọng Thiệu Bình Ba như vậy chắc chắn không vô duyên vô cớ. Giờ trước mặt lại bày ra một người đã nhiều lần đánh bại Thiệu Bình Ba. Còn về chuyện hứa hẹn đất một châu với Đường Nghi, chỉ cần Đường Nghi có thể khuyên người về, chắc chắn sẽ cho. Ngưu Hữu Đạo có thể phát huy tác dụng, dĩ nhiên nàng sẽ nghĩ cách giúp Thượng Thanh Tông bảo vệ vùng đất một châu kia, nếu không có tác dụng gì, vùng đất một châu bị người ta cướp đi cũng không thể trách nàng, không có ai quy định địa bàn một môn phái sẽ vĩnh viễn thuộc về môn phái đó. Sở dĩ hy vọng Đường Nghi có thể khuyên được là vì nàng có thể nhìn ra từ chuyện Đường Nghi vội vàng công bố tin hưu thư, Ngưu Hữu Đạo muốn duy trì khoảng cách nhất định với nàng. Từ góc độ khác mà nói, hình như không coi trọng nàng, chỉ muốn nước sông không chạm nước giếng với nàng, không phải người nàng muốn mời chào là có thể mời chào được. Ngưu Hữu Đạo không coi trọng nàng, về sau nàng chủ động mời chào Thiệu Bình Ba, kết quả Thiệu Bình Ba mạo hiểm cũng muốn vứt nàng qua một bên tìm Tấn Quốc nghèo khốn nương tựa chứ không coi trọng nàng. Thái độ của hai đối thủ một mất một còn này lại nhất trí đến kỳ lạ khiến sâu trong lòng nàng vừa kinh ngạc vừa giận, thậm chí còn hơi sợ hãi. Bây giờ phái ai đi mời chào đều là đại diện nàng, để Đường Nghi, để Thượng Thanh Tông đi khuyên, cũng là đại diện nàng, còn có thể có thêm chút khả năng thành công, nàng dĩ nhiên hy vọng Thượng Thanh Tông đi khuyên rồi. Tây Môn Tình không ở bên lạnh nhạt liếc nhìn Đường Nghi. Địa bàn một châu, Đường Nghi khá giật mình, không ngờ Ngưu Hữu Đạo trong mắt Huyền Vi lại đáng giá như vậy. Dù sắc mặt vẫn chưa tốt lắm có điều Hải Như Nguyệt đã có thể xuống giường đi lại xung quanh, còn lần lượt tiếp kiến vài thành viên quan trọng của Kim Châu để ổn định lòng người. Nhìn Ngưu Hữu Đạo mang theo ý cười trước mặt, oán hận trong lòng Hải Như Nguyệt để ổn định lòng người. Ngưu Hữu Đạo đến để từ giã, hắn không thể cứ sở đây mãi, dù sao đây cũng là địa bàn của người khác, thế đơn lực bạc, rất dễ dàng bị người ta khống chế. Đừng tưởng rằng ngươi đưa ra chút chủ ý cứu được ta và nhi tử của ta là ta có thể quên chuyện động trời của ngươi, có thể cảm tạ ngươi. Hải Như Nguyệt cắn răng oán hận nói, Lê Vô Hoa ở bên kéo cánh tay áo nàng ta cũng không thể ngăn cản lại. Bây giờ, lời hù dọa của Lê Vô Hoa không có uy lực quá lớn với nàng nữa. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, trưởng công chúa có thể đã quên mất một chuyện, mạng của trưởng tử Tiêu Thiên Trấn kia cũng là do ta cứu. Đương nhiên, sau khi hắn bị quỷ mang đi ta cũng không tránh khỏi liên quan. Đương nhiên, sau khi hắn bị quỷ y dẫn đi ta cũng không tránh khỏi liên quan. Tung tích của Tiêu Thiên Trấn có thể người khác không tìm thấy nhưng chưa chắc ta đã không tìm được, không biết trưởng công chúa có muốn ta tìm hay không muốn ta tìm được hắn. Hải Như Nguyệt muốn nói lại thôi, rất muốn nói bất ra vẻ đi, nhưng nghĩ lại tên này đúng là không tầm thường, có đủ các sự tích không nói, ngay cả xích dương chu quả cũng có thể trộm được từ băng tuyết các thì có gì là không thể nữa chứ. Trưởng công chúa bảo trọng, Ngưu Hữu Đạo rút kiếm ôm quyền cáo từ, quay người lại chống kiếm bỏ đi. Hải Như Nguyệt định nói gì đó nhưng Lê Vô Hoa đã đưa tay ngăn lại, Lê Vô Hoa đi theo tiễn khách. Lúc đưa ra gần cổng phủ thứ sử, Lê Vô Hoa đột nhiên đưa tay huýt cùi chõ Ngưu Hữu Đạo, lão đệ đừng chấp nàng ấy, tâm tư của phụ nữ không quan trọng. Kim Châu nói cho cùng vẫn do Vạn Động Thiên Phủ ta nói là được. Lời này hơi ý vị thâm trường, còn tặng cho Ngưu Hữu Đạo một ánh mắt mờ mịt. Ngưu Hữu Đạo hiểu rõ ý đối phương, vị này là thật sự nghĩ rằng hắn có thể tìm được Tiêu Thiên Trấn về, đối phương không muốn Tiêu Thiên Trấn trở về Kim Châu. Đứng ở lập trường của đối phương, suy nghĩ cũng có thể lý giải được, Tiêu Thiên Trấn trở về, đối phương khá lúng túng, Ngưu Hữu Đạo vuốt cằm, không có thái độ rõ ràng. Hai con phi cầm cỡ lớn đáp xuống giữa rừng núi mênh mông, Cao Thiếu Minh bị một tu sĩ đỡ đáp xuống mặt đất, chắp tay với Triệu Sâm đứng trên một hòn đá, Triệu phủ lệnh. Triệu Sâm ở trên cao nhìn xuống đối phương, giữa đường y đã nhận được tin từ trong cung, bất đắc dĩ lặng lẽ rời khỏi đội ngũ trở về khu vực trong phạm vi phủ thành Kim Châu. Y đứng trên cao không có ý bước xuống, Cao Thiếu Minh đành phải ngẩng đầu hỏi, Ngưu Hữu Đạo đâu? Triệu Sâm lạnh nhạt nói, người vẫn đang ở phủ thứ sử. Vừa dứt lời, trong không trung có một con kim si lao tới, lấy thư ra. Một thái giám ở phía sau lập tức bẩm báo, phủ lệnh, Ngưu Hữu Đạo rời khỏi phủ thứ sử, có vẻ là muốn rời khỏi phủ thành. Cao Thiếu Minh chấn động tinh thần, bước đến lấy bức mật tín trong tay thái giám kia xem. Cao đại nhân, thái giám kia cảnh cáo một câu, đưa tay lên cản, mời đối phương tự trọng, không có Triệu Sâm lên tiếng, mật tín bên này há có thể dễ dàng để người khác xem. Cao Thiếu Minh chỉ đành khoát tay, nghiêng đầu nhìn Triệu Sâm. Triệu Sâm cũng nhìn chằm chằm gã, theo tin có được là vị này thuyết phục bệ hạ cho nên y mới phải phối hợp chuyện diệt trừ Ngưu Hữu Đạo, động vào Ngưu Hữu Đạo trên địa bàn Kim Châu, có trời mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra, ở một trình độ nào đó mà nói đây là hành động mạo hiểm, y bị vị này kéo xuống nước, trong lòng hơi không vui. Nhưng hết cách, bệ hạ đã hạ chỉ, y buộc phải chấp hành. Cuối cùng y nhảy xuống từ trên hòn đá, nhận bức mật tín trong tay thái giám kia xem, sau khi xem xong nhíu mày nói thầm, không phải hắn có phi cầm để đi lại sao? Cao Thiếu Minh không kìm được. Triệu phủ lệnh, tình hình như thế nào? Triệu Sâm tiện tay đưa thư cho gã xem. Thư đến tay, Cao Thiếu Minh lập tức xem kỹ, sau khi xem xong cũng thắc mắc đi đường bộ. Hắn muốn trở về Nam Châu, có phi cầm không dùng mà đi bộ sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, Triệu Sâm nói, bên cạnh trừ Hồng Nương và Ngô Lão Nhị kia, chỉ có 10 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ hộ tống, người cảm thấy hắn muốn đi du sơn ngoạn thủy hay đang nhàn rỗi làm chuyện không đâu. Chương 848, ta lù lù bất động. Cao Thiếu Minh hiểu ý trong lời y, có thể là cái bẫy, bản thân gã cũng lo lắng điều này, quá không bình thường rồi. Dù cưỡi phi cầm, người muốn động vào hắn vẫn có thể động vào hắn, có phải vì biết rõ như vậy nên cố gắng ra vẻ huyền bí. Triệu Sâm, người quên rồi, Đồ Hoài Ngọc vì hành động như vậy nhưng chẳng một ai có thể bảo vệ được hắn ta. Lực lượng ám sát Đồ Hoài Ngọc không hề đơn giản, nếu đúng là cái bẫy thì tổn thất sẽ rất lớn. Cao Thiếu Minh, lẽ nào cứ trợn mắt nhìn hắn trở về? Hắn không phải một tu sĩ bình thường, trong tay hắn đã có một thế lực tương đối, xung quanh Mao Lư Sơn Trang kia của hắn tụ tập hơn ngàn tu sĩ ba phái hộ vệ, xung quanh còn có đại quân phòng thủ, 10 vạn đại quân cũng khó tấn công vào. E là cao thủ tu sĩ cũng đừng mong tiếp cận hắn, chỉ cần hơi tới gần một chút sẽ bị những nhãn tuyến ngoài Sơn Trang vài dặm phát hiện, không đợi thích khách đến gần, chỉ hơi có ngọn gió thổi lay cỏ là đã đánh rắn động cỏ rồi, hắn có thể trốn không thấy bóng dáng đâu, rừng núi mênh mông, muốn nấp một người quá dễ dàng, muốn tìm thì lại như mò kim đáy bể. Hang ổ của hắn phòng thủ như tường đồng vách sắt, chỉ cần để hắn trở về hang ổ, còn muốn động vào hắn không hề dễ dàng như vậy. Cho dù có phải là cái bẫy không thì cũng tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội tốt lần này, cho dù thế nào cũng phải thử, lỡ như chỉ cố ra vẻ huyền bí dọa người thì sao? Triệu Sâm, nhân thủ, người mang theo chứ? Cao Thiếu Minh, những người đến lúc trước vẫn chưa rút đi, vẫn còn ở ngoài phủ thành Kim Châu chờ lệnh. Bên người có chuẩn bị bao nhiêu nhân thủ? Triệu Sâm, ta làm gì chuẩn bị nhân thủ gì? Bên ta chỉ có chừng này người. Cao Thiếu Minh trầm giọng nói, Triệu Công Công không nhận được ý chỉ của trên sao? Triệu Sâm, ý chỉ bên trên cũng chỉ bảo ta phối hợp hành sự với ngươi, tai mắt của ta ở Quan Tinh Đài đều mở to mắt vì ngươi đều lưu tâm đến nhất cử nhất động bên kia để bên này của ngươi có thể giữ được tin tức thông suốt. Ngoài ra còn điều 5 con phi cầm tỏa kỵ đến cho người, đề phòng khi Ngưu Hữu Đạo cưỡi phi hành tỏa kỵ đào thoát ngươi có cái mà dùng. Lẽ nào chuyện chém giết ngươi cũng muốn người của ta xông lên trước? Nếu thật sự như vậy, ta ôm đồm hết, còn ngươi đứng đây hoa chân múa tay chỉ tay 5 ngón sao? Nói đùa, rõ ràng biết có thể có bẫy, sao y có thể để người của mình xông lên trước, chắc chắn là phải để người Yến Quốc xông lên trước thử nông sâu rồi tính sau. Cao Thiếu Minh cũng bị lời của đối phương làm cho cạn lời, mấu chốt là người ta nói có lý. Liền trầm giọng nói, vậy được, người của ta phụ trách động thủ. Có điều mong là Triệu Công Công có thể hiểu rõ, loại bỏ Ngưu Hữu Đạo rồi Yến Quốc mới tiện xuống tay với Nam Châu, không có chỗ dựa Nam Châu này, Quý Quốc mới tiện xuống tay với Kim Châu, hai bên chúng ta đang hợp tác, vẫn mong Triệu Công Công coi đại cục làm trọng, một khi bên ta cần viện trợ, Triệu Công Công cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Triệu Sâm, không cần ngươi nhắc nhở, ta biết, địa đồ, Cao Thiếu Minh phất tay mang địa đồ tới, bảo người trải địa đồ trước mặt hai người. Cho tai mắt bên Triệu Sâm xác định lộ tuyến của Ngưu Hữu Đạo, bàn bạc xem có thể mai phục ở đâu. Cửa Đông Thành, một đoàn hơn 10 người đi về phía trước, Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị lưng cõng lồng kim xí cũng có trong số đó cùng với 10 đệ tử Vạn Động Thiên Phủ hộ tống. Khi Quản Phương Nghi còn trẻ ăn mặc rất trang nhã, giờ tuổi tác càng lớn lại thích lối ăn mặc diêm dúa. Trên mặt bà vẫn nở nụ cười nhạt theo thói quen, cơ thể lắc lư trên lưng ngựa, đôi mắt sáng liếc nhìn. Khi đôi mắt đẹp nhìn xung quanh mang theo vẻ cảnh giác và quan sát. Ngô Lão Nhị chậm rãi ngưng động ánh mắt hơi có vẻ chú ý, cũng bên ngoài thoải mái trong lòng căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng đề phòng xung quanh. Hai người ở hai bên trái phải của Ngưu Hữu Đạo, bảo vệ hai bên. Ngưu Hữu Đạo đang lắc lư trên lưng ngựa, lặng lẽ ung dung, đi ra khỏi thành như cưỡi ngựa xem hoa. Khi ra khỏi thành, Tôn Lâm Tiên đệ tử của Lê Vô Hoa, cũng là người dẫn đầu trong số những người hộ tống bên Vạn Động Thiên Phủ phái ra. Hắn ta ra mặt chào hỏi một tiếng, thủ vệ cổng thành cũng bất hỏi nhiều, cả nhóm ra khỏi thành không ai ngăn cản. Vừa ra khỏi thành không xa, có một người dừng ở một bên cổng thành chờ nhóm người tới. Cưỡi ngựa đi tới là một nam tử áo hoa, thật sự là áo hoa, bên trên thêu đầy những đóa hoa chi chít, không để lộ gương mặt thật, trên mặt đeo một mặt nạ. Ai vậy? Tôn Lâm Tiên thân là người đứng đầu đội hộ vệ liền cất giọng hỏi, nâng kiếm ý bảo đối phương không được đến gần. Bên này lập tức nâng cao trạng thái phòng bị. Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị cũng nâng cao cảnh giác. Nam tử áo hoa kéo dây cương trong tay, điều khiển ngựa đi lên trước, ánh mắt nhìn về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo quan sát y phục hoa trên người đối phương một chút, khóe miệng nở nụ cười trêu tức, phất tay, không sao, người nhà. Người nhà, Quản Phương Nghi và Ngô Lão Nhị nhanh chóng đưa mắt nhìn nhau, đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương, trong số người của mình có nhân vật này sao? Ngưu Hữu Đạo đã nói như vậy, Tôn Lâm Tiên đành phải làm theo hắn. Phất tay bảo đệ tử Vạn Động Thiên Phủ đang cảnh giới tránh ra. Nam tử áo hoa thúc chân vào bụng ngựa, điều khiển ngựa tiến tới trước, cũng không khách sáo, trực tiếp gạt Ngô Lão Nhị ra, chiếm vị trí hộ vệ tùy hành của Ngô Lão Nhị, dung hợp vào đội ngũ này. Có cần thiết phải bắt ta ăn mặc thế này không? Nam tử áo hoa khàn khàn hỏi. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, sợ nhìn lầm, cho dễ xác định. Thực ra ngươi mặc thế này khá đẹp, ít nhất đẹp hơn ngươi lúc bình thường. Nam tử áo hoa liếc hắn một cái, không lên tiếng nữa. Quản Phương Nghi nghi ngờ, thỉnh thoảng lén đánh giá nam tử áo hoa, cho dù có phải người mình không, trong thời gian này Ngưu Hữu Đạo liên hệ với bên ngoài đều do một tay bà ta đích thân xử lý, tin tức ra vào bà đều đọc cả, không thấy Ngưu Hữu Đạo có sắp xếp người tiếp ứng ngoài thành. Nếu có, thì chỉ có một khả năng, trong thời gian này Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương có thư từ qua lại, có điều hai người dùng những văn tự rất kỳ quái, bà ta đọc cũng chẳng hiểu. Đi thôi, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu, ý bảo cả đội chính thức xuất phát. Đội ngũ ra khỏi thành bắt đầu tăng tốc, hơn 10 người cưỡi ngựa phóng nhanh trên đường lớn. Ngoài cửa phủ thứ sử trong thành, một chiếc xe ngựa vén tấm rèm cửa sổ nhìn vào trong phủ, tấn sứ Sở Tương Ngọc ngồi trong xe ngựa chờ. Trong phủ, Quách Hoàn Kim giữ chức quản gia bước ra, đi xuống bậc thềm nhìn chiếc xe ngựa một bên, chắp tay nói với Sở Tương Ngọc trong xe, Sở đại nhân cần gặp Ngưu Hữu Đạo. Sở Tương Ngọc, sao? Hắn có gặp ta không? Các người có thể làm chủ cho hắn. Quách Hoàn Kim cười nói, không phải ý này, Sở đại nhân đừng hiểu lầm, Ngưu Hữu Đạo đi rồi, không ở trong phủ. Đi rồi? Sở Tương Ngọc ngạc nhiên, đi đâu? Quách Hoàn Kim, cái này thì không rõ lắm, sáng sớm đã đi rồi. Lão biết Ngưu Hữu Đạo trở về Nam Châu không thể công khai nói ra ngoài, hiện tại, Vạn Động Thiên Phủ phải nghĩ đến vấn đề an toàn của Ngưu Hữu Đạo, thực sự an toàn của Ngưu Hữu Đạo dính đến lợi ích của rất nhiều người. Sở Tương Ngọc không nói gì, bên y vừa mới nhận được hồi báo của bên Tấn Quốc, Thái Thúc Hùng bảo y tìm Ngưu Hữu Đạo nói chuyện tiếp, ngoài cái đầu của Thiệu Bình Ba, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo có thể đưa ra điều kiện gì cũng có thể bàn bạc. Nếu không quyết định được thì lại xin chỉ thị. Giờ người đi rồi, còn bảo y bàn bạc sao nữa? Phạm vi quyền lực của y chỉ ở trong Triệu Quốc, nếu Ngưu Hữu Đạo rời khỏi Triệu Quốc, y có cần đuổi ra khỏi Triệu Quốc để bàn bạc nữa hay không vẫn phải xin chỉ thị bên trên thêm lần nữa. Chương 849, một hướng không dễ ra tay. Một khiến y phải nhíu mày phiền muộn là, y cảm thấy hình như Ngưu Hữu Đạo không có thành ý đàm phán, biết rõ mình phải chờ phản hồi của bên trên mà nói đi là đi, chẳng hề có ý định chờ y. Một đường sông núi, tiếng vó ngựa vang lên trên đường. Phía trước lại nhìn thấy một ngọn núi uốn lượn, đội ngũ dần giảm tốc độ, hai bên có người giao dây cương cho đồng bọn, bốn người tung người bay lên, lục soát trong rừng cây hai bên đường, đề phòng có mai phục, mở đường cho đám Ngưu Hữu Đạo đằng sau. Giữa đường không chỉ đi qua một ngọn núi, dĩ nhiên cũng không chỉ một lần mở đường như vậy, phía trước không có gì, nhưng họa thì cuối cùng không thể tránh khỏi. Có mai phục, hai người ở trước lục soát đi xuyên khu rừng kiểm tra trái phải. Hai người bay lên trên cây quan sát bốn phía. Hai bên đường không hề phát hiện vấn đề gì, kết quả kẻ địch xảo trá, không mai phục gần hai bên đường mà mai phục ở sâu trong rừng, giống như đã thăm dò được quy luật đi đứng của bên này, đợi thám tử đi trước mở đường đi sâu vào trong, thích khách mai phục trong đường nhanh chóng hành động, xông thẳng về phía đám Ngưu Hữu Đạo ở sau, không cho Ngưu Hữu Đạo có cơ hội chạy thoát. Có điều động tĩnh lóe lên trong rừng vẫn bị thám tử đứng trên tán cây quan sát xung quanh phát hiện, bắt đầu cảnh báo phía sau. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ của đội ngũ lần lượt rút kiếm, Như Lâm đại địch. Ngô lão nhị cũng rút ống chút ra đầu tiên, kéo dây thừng, chát một tiếng, vút. Một mũi tên bắn ra không trung, Ngưu Hữu Đạo không có hành động gì, tiếp tục áp chế tốc độ của ngựa, nam tử áo hoa không kìm được liếc hắn một cái. Hai bên trong rừng cây xoạt xoạt, một đám người bịt mặt từ trong rừng cây lục đục phóng ra, chúng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ mặt mày biến sắc, tung người lên, liều mạng ngăn cản. Tiếng đấu đá ầm ầm vang lên, tiếng ngựa hí vang. Ngưu Hữu Đạo vội vàng khống chế dây cương, không để cho ngựa kinh sợ chạy lung tung, vẫn giữ tốc độ đi không hoảng không loạn của mình. Đạo gia, mau đi đi! Tôn Lâm Tiên vội hét lên. Ngưu Hữu Đạo căn bản không thèm để ý, mặc cho sấm chớp mưa dầm, ta cứ lù lù bất động. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ sao có thể cản được nhiều sát thủ như vậy? Trong nháy mắt phòng tuyến bị công phá, mười mấy sát thủ liên thủ bay tới, thiên thủ chém ra mười mấy đạo kiếm khí giết về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo không có ý định rút kiếm, cũng chẳng có chút ý định phòng ngự, vẫn không nhanh không chậm cưỡi ngựa đi về phía trước, đồng nghĩa với đụng thẳng vào kiếm khí đang chém tới. Đạo gia! Quản Phương Nghi kinh ngạc kêu lên, gần như sợ đến mức hồn phi phách tán. Nam tử áo hoa đi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo khóe môi dường như giật giật, mắt thấy kiếm khí sắp chém lên mặt Ngưu Hữu Đạo vẫn không thấy Ngưu Hữu Đạo có phản ứng, cuối cùng hắn ta không kìm được nữa. Coi như ngươi thâm hiểm, vừa mắng một câu, hai tay hắn ta đánh ra, 10 viên đạn bắn ra như mê ảnh. Dưới kinh biến, duy chỉ có hắn ta vẫn có thể kìm được như Ngưu Hữu Đạo, không để ý đến nguy hiểm xung quanh, vẫn cưỡi ngựa đi theo Ngưu Hữu Đạo, trong lúc nguy cấp vẫn không hề hoang mang ép tốc độ tiến lên phía trước không thay đổi. Từng sợi kình phong bắt đầu bắn nhanh ra từ ngón tay hắn ta, giống như những mũi tên vô hình. Cạch cạch cạch, những tiếng nổ liên tiếp dày đặc vang lên, hơn 10 đạo kiếm khí bổ tới đột nhiên bị đánh tan trong nháy mắt. Hơn 10 thích khách liên thủ đánh sang, tay áo hoa của nam tử áo hoa vừa phất lên, 10 ngón tay tung bay như mị ảnh. Từng đạo chỉ ảnh lóe lên như sét đánh như có thể hủy diệt tất cả. Tiếng cản kiếm leng keng, tiếng phập phập xuyên qua cơ thể búng ra máu tươi. Có người ở vị trí tim nổ ra một huyết nhãn, có người ở trán thủng một lỗ có một vật trắng đỏ xuyên qua, có người lồng ngực liên tục nổ ra vài lỗ máu. Hơn 10 thích khách còn chưa thể đến gần hai người, một trượng đã như lá bị cường phong quét rụng, ào ào rơi xuống mặt đất. Quản Phương Nghi vừa quay phát đầu lại kinh hoàng kêu lên, nhìn thấy cảnh này thì hít sâu một hơi, có thể nói là chấn động, rốt cuộc nam tử áo hoa này là ai? Trong trận cuồng phong nổ tung, Ngưu Hữu Đạo cưỡi ngựa đi xuyên qua không chút hoang mang, khóe miệng con ngựa hoảng sợ bị dây cương miễn cưỡng khống chế xiết ra vệt máu, thi thể vừa rơi xuống, móng ngựa đã dẫm lên, trà đạp đi qua. Lại có thích khách đến gần, nam tử áo hoa quét ống tay áo liền có người ngã xuống đất, giết những thích khách này đơn giản như bổ dưa thái rau vậy. Giữa bầu trời lúc này, 5 con phi cầm cỡ lớn vội vàng lướt đến, có thể nói là treo đầy người vội vàng lướt qua, ngay cả trên móng vuốt của phi cầm cũng đang có người treo lơ lửng. Người trên phi cầm gần như đều ngự khí phi hành, chỉ mượn sức của phi cầm cũng vì sợ nhiều người tạo ra áp lực quá lớn cho phi cầm đang bay. Cách làm này chỉ phù hợp phi hành khoảng cách ngắn, dùng trong lúc khẩn cấp, bay đường dài, pháp lực của tu sĩ sẽ không chống đỡ nổi. 5 con phi cầm lướt qua không trung, ném mạnh một đám bóng đen xuống, 50 người áo đen bịt mặt trong nháy mắt bắn xuống, tham gia cuộc chém giết. Nhìn thấy viện binh tới, Ngưu Hữu Đạo phẩy tay ra hiệu, Quản Phương Nghi lập tức hét to, tất cả đệ tử Vạn Động Thiên Phủ rút lui. Đâu còn đệ tử Vạn Động Thiên Phủ nào nữa, 10 người chỉ còn lại 3 người thoát thân, chỉ trong chốc lát đã chết 7 người, 3 người còn lại đều đã bị thương, hoảng hốt đi theo sau đám Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục phóng ngựa tiến lên, thấy cái hố hình thành do đánh nhau liền phóng ngựa nhảy qua, bộ dạng đó của hắn căn bản không thèm nhìn xung quanh. Đám hộ vệ bịt mặc đồ đen từ đầu đến đuôi tiếp tục tiến lên, đám thích khách che mặt mặc quần áo màu sắc hỗn tạp vây công không ngừng. Không lâu sau, 5 con tỏa kỵ phi cầm lại từ không trung lướt qua, lại một đám người bịt mặt áo đen được ném xuống. Lúc này nhân số hai phe địch ta trên cơ bản đã ngang bằng, nhưng thực lực tổng hợp của nhóm người bịt mặt bên Ngưu Hữu Đạo rõ ràng cao hơn đám thích khách kia. Nam tử áo hoa quan sát xung quanh, lên tiếng, người tìm đâu ra nhiều cao thủ vậy? Ngưu Hữu Đạo, ở trước mặt ngươi mà cũng dám xưng cao thủ sao? Hắn không trả lời thẳng, nam tử áo hoa cũng không hỏi nữa. Khi nhóm người thứ ba lại từ trên cao nhảy xuống, đám thích khách rõ ràng không thể nào đắc thủ nữa, thế cục nghiêng về một bên, bất lợi cho bản thân, ngay cả muốn đến gần Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng có cách nào, chứ nói gì là ám sát, chỉ có thể rút lui thôi. Đi, cùng với một tiếng rít, đám thích khách nhanh chóng rút lui. Ngưu Hữu Đạo luôn thờ ơ lạnh nhạt hét một tiếng, giết không tha. Ngoại trừ 20 kẻ bịt mặt áo đen bay hai bên hộ giá, những người áo đen bịt mặt còn lại lập tức đuổi ngược, truy sát đám thích khách đang hoảng hốt rút lui kia. Đám thích khách chạy trốn vào rừng núi không thể một lần nữa liều mạng, vì vừa vào trong rừng không lâu thì phát hiện trong rừng lại có một đám người áo đen bịt mặt vọt tới. Lần này không phải nhảy từ trên cao xuống mà là gặp một đám người áo đen bịt mặt vây đến từ xung quanh. Gặp một đám người cực kỳ am hiểu ám sát, sau khi tiếng đánh đấm lắng xuống, đám người áo đen bịt mặt mau chóng rút lui, lúc rút lui còn mang thi thể đồng bọn mình đi không còn lại một mống. Ra khỏi rừng núi, 20 người áo đen bịt mặt đi hộ tống dọc theo đường lớn. Hộ tống cho đến khi đám Ngưu Hữu Đạo đến một dịch trạm. Người áo đen bịt mặt xông vào dịch trạm mau chóng kiểm tra cả dịch trạm, người trong dịch trạm bị hành động này dọa cho hết hồn, Tôn Lâm Tiên cánh tay bị thương dùng thân phận đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ra mặt trấn an. Ngưu Hữu Đạo ngồi trên lưng ngựa quan sát xung quanh, mãi đến khi một người áo đen bịt mặt tới gật đầu khẽ, xác nhận dịch trạm không có vấn đề, Ngưu Hữu Đạo mới nhảy xuống ngựa, bảo mọi người nghỉ ngơi một lát sau đó tiếp tục thay ngựa lên đường, dù sao rời khỏi Kim Châu cũng bôn ba trên đường gần nửa ngày. Chương 850, một hướng không dễ ra tay, 2. Sau đó, Ngưu Hữu Đạo và một người áo đen bịt mặt thương lượng một lát, trong dịch trạm đốt một đống lửa, một đám khói đen bốc lên. Không lâu sau, 5 con phi cầm từ xa lướt đến, lúc lao xuống dịch trạm, 20 người áo đen bịt mặt cùng đằng không lao lên, nhảy lên 5 con phi cầm rời đi. Nam tử áo hoa đứng trong dịch trạm khoanh tay nhìn chằm chằm cảnh này, rồi lại quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo đang trò chuyện với Tôn Lâm Tiên. Vất vả rồi, thương thế của ngươi không có sao chứ? Ngưu Hữu Đạo hỏi Tôn Lâm Tiên. Tôn Lâm Tiên buồn bã lắc đầu, không sao, trước khi xuất phát sư phụ đã nói trước là sẽ nguy hiểm, chúng ta đã chuẩn bị trước tâm lý rồi. Ngưu Hữu Đạo đã đưa tin liên hệ với sư phụ ngươi, chuyện phía sau sư phụ ngươi sẽ xử lý, các ngươi đưa đến đây thôi, sư phụ ngươi sẽ cử người tới đón các ngươi. Tôn Lâm Tiên ngẩng đầu, ngạc nhiên nói, không phải hộ tống người đến quận Thanh Sơn Nam Châu sao? Ngưu Hữu Đạo, các ngươi đã thế này, còn hộ tống sao nữa? Ban nãy ngươi cũng thấy rồi đấy, người âm thầm hộ tống ta đã tới, không cần các ngươi mạo hiểm nữa. Các ngươi liều chết hộ tống, ta đều thấy được, sau này ta sẽ liên lạc với tư đồ trưởng môn, Vạn Động Thiên Phủ sẽ trọng thưởng các ngươi. Dứt lời liền gật đầu xoay người rời đi, bày tỏ không muốn nhiều lời. Thực ra cũng chẳng có gì là người âm thầm hộ tống đã tới kịp, người âm thầm bảo vệ luôn ở bên nhưng không tiện công khai tùy hành, bên cạnh không tiện dẫn theo quá nhiều người, mang nhiều người xa lạ thì lại lo kẻ địch sẽ có cân nhắc. Đệ tử Vạn Động Thiên Phủ dĩ nhiên là lựa chọn thích hợp nhất, cho nên những đệ tử Vạn Động Thiên Phủ này chỉ là mồi nhử bày ra ngoài sáng thôi. Nói trắng ra là bị hắn đem ra làm vật hy sinh. Quản Phương Nghi đi tới cạnh nam tử áo hoa, muốn kiểm tra xem thử là ai. Nhưng người ta làm như không nhìn thấy bà, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo đi từ một bên sang liền dùng một câu nhàn nhạt đâm chọt Ngưu Hữu Đạo, ngươi lại đem tính mạng đệ tử Vạn Động Thiên Phủ ra làm mồi nhử. Ngưu Hữu Đạo dừng bước, chống kiếm trước người, nhìn hắn ta mỉm cười, nói ra những lời có vẻ lạnh lùng vô tình, thế đã là gì, đằng sau còn có mưa gió to hơn đang tới, không tránh được hy sinh cần thiết, ta không cách bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người, chỉ có thể hết sức bảo toàn tính mạng của càng nhiều người càng tốt. Nam tử áo hoa, nhưng, lúc gặp nguy hiểm, liều mạng là người khác, từ đầu đến đuôi ngươi không động lấy một ngón tay. Ngưu Hữu Đạo, liều mạng, một khi động thủ tức là phải đem mạng ra liều, ta không thích liều mạng với người khác, có thể tránh thì sẽ cố hết sức để tránh, có người động thủ, vì sao ta phải đích thân động thủ? Con người ta không thích máu me, nam tử áo hoa, bảo người khác giết người lẽ nào không phải máu tanh. Ngưu Hữu Đạo, con người ta không thích chém giết, trước nay không dễ ra tay. Nam tử áo hoa nhớ đến tình huống thờ ơ ép hắn ta phải ra tay, ngươi vô sỉ lắm. Ngưu Hữu Đạo gật đầu khẽ, bộ dạng cảm ơn, đi vào trong dịch trạm chuẩn bị rửa mặt. Đợi hắn vừa đi, Quản Phương Nghi đi tới gần nam tử áo hoa hỏi, ngươi là ai? Nam tử áo hoa, ta là ai quan trọng sao? Còn ngươi, ta từng nghe nói, Hồng Nương Tề Kinh, chẳng lẽ ngươi thực sự định theo hắn cả đời? Ta cũng đâu muốn theo hắn, đúng như ngươi nói, hắn mặt dày vô sỉ, ta bị hắn lừa gạt về. Hai, chuyện xui xẻo không nói nữa, nói ra lại thương tâm. Quản Phương Nghi vỗ mị vỗ tay, đối phương đã không muốn tiết lộ thân phận, bà cũng không hỏi nhiều, hơi cúi người rồi rời đi. Tiến vào trong dịch trạm, tìm thấy Ngưu Hữu Đạo đang rửa mặt, hỏi, bà cô nữ giả nam bên ngoài là ai vậy? Bà cô, Ngưu Hữu Đạo đang lấy khăn lau mặt hạ tay xuống, không kìm được bật cười, lắc đầu nói, hắn không cho ta nói, ta cũng không dám nói. Quản Phương Nghi liếc mắt, không nói có hỏi cũng vô ích, lại cau mày nói, đã dụ địch thành công, ngươi còn muốn cưỡi ngựa sao? Ngươi cảm thấy người ta còn có thể mắc câu nữa không? Ngưu Hữu Đạo, ngươi cảm thấy đối phương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Quản Phương Nghi, sợ là sẽ không dễ dàng buông tha cho ngươi, có điều đã thử ra tay rồi, e là sẽ không mắc bẫy cũ của ngươi nữa, cứ cưỡi ngựa chậm rãi như vậy không cần thiết. Sẽ không từ bỏ ý đồ, vậy hãy cho đối phương chút thời gian chuẩn bị. Ngươi cho rằng ta chỉ muốn giết chút người bọn chúng để giáo huấn sao? Lần này chỉ nhắc nhở một chút thực lực ấy không đủ đối phó ta, lần sau ra tay với ta nhớ kỹ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay là phải dốc hết sức. Dùng khăn xoa tay, tiện tay ném sang một bên, lần này, không cần thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa. Ta sẽ cho chúng thấy rõ ta đang ở đâu, nếu đã không thể tránh, vậy thì cứ tới đi, đánh một quyền ra tránh được trăm quyền. Truyền tin cho Hoàng Liệt, bảo hắn đến Mao Lư Sơn Trang một chuyến. Cũng không cần nói trực tiếp như vậy, nếu không Hoàng Đại Trưởng Môn sẽ không vui, cứ nói có chuyện khẩn cấp cần thương lượng. Trong núi, Triệu Sâm đưa mật tín đã đọc cho Cao Thiếu Minh. Sau khi Cao Thiếu Minh nhận thư xem, quá sợ hãi, hơn 100 cao thủ bị tiêu diệt sạch, không một ai sống sót, sao có thể như vậy? Triệu Sâm, người của ta đến hiện trường tra xét, thi thể đều đếm giúp ngươi rồi, không sai đâu. Ta nói rồi, rõ ràng người ta cố ý gài bẫy, ngươi cứ quyết phải nhảy vào. Cao Thiếu Minh, người của người tổn thất bao nhiêu? Triệu Sâm nhìn sang một bên, phát hiện tình hình không bình thường, thấy lực lượng sự phòng của đối phương vây đến, ta còn cần thiết bảo người của ta chạy đến chịu chết không? Ngươi, Cao Thiếu Minh giận tím mặt chỉ y. Triệu Sâm lạnh lẽo nhìn sang, không nên vội vàng động thủ, sao? Muốn đẩy trách nhiệm cho ta à? Ngươi sốt ruột cầu công, cứng rắn nhảy vào cạm bẫy còn muốn trách ta. Ta thấy ngươi nên ngẫm xem chết nhiều người như vậy thì phải ăn nói thế vào với triều đình Yến quốc đi. Hừ, Cao Thiếu Minh phất tay áo hừ lạnh, lại tiếp tục cau mày nói, hắn lấy đâu ra nhiều cao thủ hộ vệ như vậy. Triệu Sâm, hoặc là Vạn Động Thiên Phủ, hoặc là Đại Thiện Sơn, ngoài hai nơi này, ngươi nghĩ còn ai có thể bỏ nhiều sức vì hắn như vậy. Tiếng gót sắt cộc cộc, phía sau mấy chục người cưỡi ngựa là mấy ngàn bộ tốt chạy theo, lao vào khu vực rừng núi xảy ra giao tranh. Nhân mã đóng quân xung quanh đã nhận được quân lệnh, mau chóng đuổi tới. Một đệ tử Vạn Động Thiên Phủ theo quân đội tới nhảy xuống ngựa, chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thi thể đồng môn, vẻ mặt nghiêm trọng. Nhân mã nước vệ tản ra, bắt đầu lục soát trong rừng núi, dọn dẹp từng cỗ thi thể thích khách. Ngoài 7 thi thể đệ tử Vạn Động Thiên Phủ, những thi thể khác đều bị ném vào trong cái hố mới được đào. Dùng củi nhóm lửa, mùi thi thể cháy khét hun người, sau khi thiêu hủy xong vùi hố lại, hủy thi diệt tích là ý của Ngưu Hữu Đạo. Ngoài dịch trạm, hơn 1000 người ngựa đuổi tới, trong đó cũng có một đệ tử Vạn Động Thiên Phủ đi theo quân đội, chạy đến tiếp ứng đám Tôn Lâm Tiên bị thương. Còn về đám Ngưu Hữu Đạo thì đã đổi cưỡi rời đi. Quận Thanh Sơn, núi đá động quật, cấm địa Ngũ Lương Sơn. Viên Cương đang ngồi trong một gian mật thất, xem xét mật báo từ các nơi truyền đến như thường lệ, xem thử có tin nào hữu dụng không. Đây là một trong những công việc hàng ngày của hắn ta ở quận Thanh Sơn. Hai cái bàn trong thạch thất, một cái là của Viên Cương, một cái đối diện của Công Tôn Bố. Viên Cương nhìn sang Công Tôn Bố cũng đang kiểm tra. Một đệ tử bên ngoài tiến đến, bẩm báo nói, trưởng môn, ngoài núi có người cầu kiến, nói là bằng hữu cũ của ngài. Công Tôn Bố nhìn thứ trong tay, thuận miệng hỏi, người nào? Đệ tử đáp, tự xưng là Bách Lý Yết, nói là đi ngang đây nên tiện đường bái phỏng. Bách Lý Yết, Công Tôn Bố trố mắt ra, đặt thứ trong tay xuống, nghi hoặc ngẩng đầu, sao hắn lại tới đây? Viên Cương có vẻ thờ ơ, dương mắt hỏi, ai đấy? Công Tôn Bố, là một tán tu hơi có danh tiếng trong giới tu hành. Chương 851, tuần sát xứ Phiễu Miễu Các. Viên Cương, bằng hữu của ngươi. Công Tôn Bố lắc đầu, trước kia khi chưa qua bên này thì có quen trên đường du lịch, cũng chỉ gặp một lần, không thân thiết, không phải bằng hữu gì, hắn đến tìm làm gì? Viên Cương không hỏi nhiều, tiếp tục cúi đầu đọc thứ trong tay mình. Cho mời, Công Tôn Bố giơ tay lên một cái, bản thân cũng đứng dậy. Vì tính chất hiện nay của Ngũ Lương Sơn, người ngoài không tiện tiến vào nội bộ Ngũ Lương Sơn, ở ngoài sườn núi Sơn Môn được xây một lầu các, chuyên dùng để tiếp khách, lúc rảnh rỗi cũng có thể ngắm cảnh. Bách Lý Yết tới một mình, một người một kiếm, bào rộng tay áo lớn, 3 sợi râu dài, lúc bước đi ống tay áo rộng bay phấp phới, trông khá tiêu sái. Công Tôn Bố đã chờ ở cửa lầu các, nhìn thấy khách đến, cười chắp tay, Bách Yết huynh, đã lâu không gặp. Bách Lý Yết cười ha ha chắp tay, Công Tôn huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái càng hơn trước kia. Công Tôn Bố mời đối phương vào ngồi trong lầu các, tự dâng nước trà lên. Mông Bách Lý Yết còn chưa ngồi ổn đã tự xuống lầu các đi bộ, nhìn xung quanh, cuối cùng đứng trước một cửa sổ trên lầu các nhìn ra cảnh trí ngoài cửa sổ, không hề nói rõ ý đồ đến đây của mình. Công Tôn Bố nhẫn nại phụng bồi hơi nhíu mày, phát hiện vị này thật sự không hề coi bản thân là khách, chúng ta thân nhau lắm sao? Công Tôn Bố liếc mắt nhìn sang thì thấy Bách Lý Yết đang mỉm cười, nơi này cũng bình thường thôi, nghe nói Ngưu Hữu Đạo ở Nam Châu này nhất ngôn cửu đỉnh, vì sao không tìm cho mình một nơi linh dục tú chi mà lại an thân ở rừng núi hoang sơn này, có phải ủy khuất cho Công Tôn trưởng môn quá không? Công Tôn Bố chỉ Mao Lư Sơn Trang có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ, trong Sơn Trang đạo gia có đôi câu đối, viết sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh, an thân ở nơi nào không quan trọng là có thể an thân, sao lại nói ủy khuất chứ? Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Bách Lý Yết lầm bầm khẽ vướt cằm, ánh mắt nhìn về Sơn Trang, nói có lý. Mao Lư, tên tuy không hay nhưng lại ứng với cao hoa sơn bất tại cao, thủy bất tại thâm, giờ trong giới tu hành ai mà không biết Mao Lư Sơn Trang quận Thanh Sơn. Nghe đại danh Mao Lư Sơn Trang đã lâu, không biết Công Tôn huynh có thể đưa ta vào trong xem thử không? Công Tôn Bố lắc đầu, e là phải khiến Bách Lý huynh thất vọng rồi, Mao Lư Sơn Trang là yếu địa của toàn Nam Châu, người ngoài không thể tùy tiện tiến vào, ta cũng không có tư cách tùy tiện dẫn người ngoài vào. Bách Lý Yết tiếc hận nói, vào mà cũng khó, đúng là đáng tiếc. Công Tôn Bố không thân với gã, không muốn dài dòng với gã, hỏi thử, không biết Bách Lý huynh đến có gì phân phó. Ánh mắt Bách Lý Yết quét xung quanh, lắc ống tay áo dưới cửa sổ, lộ ra một lệnh bài bạch ngọc, bên trên có khắc hình ảnh mây mờ mù mịt, nhà cửa lầu các liên miên sâu trong mây mù như ẩn như hiện. Nhìn thấy hình ảnh trên lệnh bài, trong đầu Công Tôn Bố hiện lên mấy chữ Phiễu Miễu Các, con người co rút, khó tin nhìn vị trước mắt. Bách Lý Yết đưa lệnh bài trong tay sang, ra hiệu ông ta cầm kiểm tra. Trong đầu Công Tôn Bố hiện ra đủ các suy nghĩ, cuối cùng gian nan đưa tay nhận lệnh bài kia. Sau khi ngón tay khó khăn trà sát qua lại trên hình ảnh khắc bên trên, thi pháp đưa vào trong kiểm tra lập tức cảm nhận được một khí tức mênh mông khó nói thành lời bao trong lệnh bài, khiến người ta hỗn loạn trong lòng. Loại khí tức này không thể nào giả mạo được, vì theo lời đồn lệnh bài này được chế tác từ di hài thần long, được làm từ xương rồng thật sự. Điều này cũng có nghĩa là, lệnh bài trong tay Bách Lý Yết là thật. Thu hồi lại pháp lực kiểm tra trong lệnh bài, Công Tôn Bố hai tay trả lại lệnh bài, hầu kết run run mấy lần, phát ra không nói không mấy bình tĩnh, khẽ hỏi, huynh là người của Phiêu Miễu Các? Bách Lý Yết thu hồi lệnh bài đặt vào trong tay áo, lãnh đạm phun ra 3 chữ tuần sát xứ. Tim Công Tôn Bố run lên, nằm mơ cũng không thể ngờ vị tán tu hơi có danh tiếng trong giới tu hành này lại là tuần sát sứ của Phiếu Miễu Các. Tuần sát sứ của Phiếu Miễu Các là gì? Chính là ý nghĩa trên mặt chữ, tuần sát thiên hạ giúp Phiếu Miễu Các. Phiếu Miễu Các là nơi nào? Cửu Thánh tuy có thế lực của riêng mình, nhưng để khống chế thiên hạ, có liên kết thành một nơi nắm toàn bộ mọi chuyện trong thiên hạ, năng lực mỗi người có hạn, 9 người liên kết lại, thiên hạ muôn hình muôn vẻ rất khó trốn được con mắt của Cửu Thánh. Phiếu Miễu Các đặt ra quy tắc trò chơi cho giới tu hành và thế tục, ví dụ tiền trang chỉ Phiếu Miễu Các mới có thể kinh doanh. Tiền trang trong thiên hạ là của Phiếu Miễu Các, dám khiêu chiến chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Vài môn phái lớn tuy có thể đứng ngang hàng với vì Phiếu Miễu Các nhưng cũng chỉ đứng ngang hàng nếu tuân theo quy tắc chứ không thể điều khiển Phiếu Miễu Các, ví dụ như lệnh bài này, những đại môn phái đứng ngang hàng không thể lấy ra được. Bách Lý Yết, Công Tôn huynh giờ hẳn đã biết ý đồ của ta khi đến đây rồi, theo hay không theo? Chán Công Tôn Bố dần ứa ra mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi khó coi, bị Phiếu Miễu Các tìm tới, ông ta có tư cách từ chối sao? Không, thiên hạ này, không ai dám đối nghịch với Cửu Thánh, thiên hạ này là thiên hạ của Cửu Thánh. Công Tôn Bố, ta lựa chọn được sao? Bách Lý Yết mỉm cười gật đầu, hiểu được là tốt. Công Tôn Bố, hẳn các hạ đến không phải vì ta, vì Ngưu Hữu Đạo sao? Thông minh, vì sao? Cây mọc thành rừng, thanh danh vang dội, gần đây vô cùng nổi bật, nếu là người trong thế tục thì cũng thôi, hắn lại là người trong giới tu hành, quan tâm một chút là chuyện nên làm. Công Tôn Bố hiểu, gần đây đạo gia quá bắt mắt, đã khiến cho Phiếu Miễu Các chú ý, rất có thể đã hấp dẫn sự chú ý của Cửu Thánh, nên tuần sát sứ của Phiếu Miễu Các đã tới. Đây là đang muốn mình làm thám tử bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cho Phiếu Miễu Các. Trong lòng ông ta vô cùng đau khổ, kiểu thám tử này không thể nào để lộ được, muốn dựa vào Phiếu Miễu Các để kiếm lợi ích gì đó là chuyện không thể. Phiếu Miễu Các sẽ không đi đơ bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ ngươi có quan hệ với bọn họ, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn khác, người ta muốn hủy ngươi quá dễ dàng, Ngưu Hữu Đạo dù có năng lực cũng ngăn không được. Nói thật, Ngưu Hữu Đạo đối với Ngũ Lương Sơn không tệ, đối với Công Tôn Bố ông cũng không tệ. Cách sống của Ngưu Hữu Đạo, nhân cách của Ngưu Hữu Đạo rất hấp dẫn, Công Tôn Bố không tìm được lý do phản bội, nhưng tìm ông lại là Phiếu Miễu Các, ông có thể làm gì đây? Công Tôn Bố chậm rãi nhắm mắt, ta không rõ cái gì, tại sao là ta không phải tâm phúc thực sự của Ngưu Hữu Đạo, tâm phúc thực sự của Ngưu Hữu Đạo là mấy người bên cạnh hắn. Vì sao ngươi không tìm bọn hắn, vì sao ngươi lại tìm ta, chỉ vì ta và ngươi có quen biết sao? Bách Lý Yết, ngươi cảm thấy những người thề chết vì Ngưu Hữu Đạo thích hợp sao? Loại người không tỉnh táo đó, dễ xử trí theo cảm tính. Ta có thể tìm tới ngươi, dĩ nhiên là có nguyên nhân để tìm ngươi. Công Tôn Bố cười khổ, muốn ta làm cái gì? Bách Lý Yết, ngươi yên tâm, chúng ta làm việc có quy tắc của chúng ta, sẽ không để cho ngươi khó xử, cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến ngươi, ngươi cứ làm việc như bình thường, nên làm gì thì làm đó, đừng để lộ bất kỳ sơ hở gì. Không phải vạn bất đắc dĩ, chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nếu thật sự bởi vì vạn bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta bên này làm chuyện gì đó khiến ngươi bại lộ, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi rất phong phú. Nghe nói ngươi nắm giữ đường dây tin tức chính của Ngưu Hữu Đạo. Công Tôn Bố thở dài, xem như thế đi. Bách Lý Yết hơi không vui, xem như, đừng có mập mờ với ta. Công Tôn Bố, hầu hết tin tức đều qua chỗ ta, nhưng cũng có vài tin không qua ta mà bên Sơn Trang trực tiếp khống chế, bên Sơn Trang có lẽ mới là tuyệt mật thật sự. Chương 852, khi bại khi thắng 1. Bách Lý Yết hơi nhíu mày trầm ngâm một lúc, lấy một cái hộp dài trong tay áo đưa cho ông ta. Công Tôn Bố nhận, vừa nhìn là biết chứng của Kim Sĩ, dĩ nhiên đối phương muốn xây dựng đường dây liên lạc bí mật với mình. Thân phận và điều kiện của ngươi, mỗi ngày có không ít tin tức qua tay, Kim Sĩ trên tay ngươi lui tới sẽ không ai nghi ngờ. Vẫn là câu nói kia, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó, chúng ta sẽ không dễ dàng quấy rầy ngươi, một khi có việc hỏi thăm, hy vọng ngươi biết gì nói nấy, nếu không hậu quả ngươi cũng biết. Bách Lý Yết hơi cảnh cáo, thứ trong tay lúc này làm Công Tôn Bố cảm thấy tựa như nặng vạn cân, khó khăn gật đầu, rõ. Khách không ngồi lâu liền đi, Công Tôn Bố tiễn người ra khỏi lầu các, trong lòng hơi mất mát. Trong Sơn Trang, Viên Cương đi ngang qua Trang Hồng, Viên Cương thấy cũng chỉ hơi gật đầu chào hỏi, lướt qua Trang Hồng đang dừng bước, lại chậm rãi quay đầu nhìn hắn ta một cái. Viên Cương đi vào trong nhà bếp Sơn Trang, nhìn chúng tăng Nam Sơn tự đang bận rộn cho bữa cơm hôm nay. Viên gia, Ngô Tam Lượng đứng ở cửa chào hỏi, phòng bếp là cấm địa của Nam Sơn tự, ngoài Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, Viên Phương sống chết không để ai tiến vào. Ngay cả Ngô Tam Lượng người cũ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo cũng không cho phép vào đây, phàm là nơi được Viên Phương dán biển Nam Sơn tự trên cửa đều là đuôi mèo của Viên Phương, không được dẫm vào. Cũng bởi vì là người cũ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, Ngô Tam Lượng mới biết tính tình Viên Phương, không phải chẳng qua chỉ sợ cách nấu ăn bị lộ ra ngoài sao. Ngô Tam Lượng cũng phục đám hòa thượng này, cả một đám người xuất gia không tiếc đồ sinh làm thịt gia cầm nấu nướng mà không sợ thẹn với Phật tổ. Sợ bọn họ vất vả muốn giúp họ một chút, đám hòa thượng cũng sống chết không đồng ý. Ngô Tam Lượng cũng không biết viên phương cho bọn hòa thượng này uống mê hồn dược này, lúc phàn nàn trước mặt Ngưu Hữu Đạo, Ngưu Hữu Đạo nói tới hai chữ tín ngưỡng, nói đám hòa thượng này thật sự là một đám người có tín ngưỡng. Tín ngưỡng, cái từ này, Ngô Tam Lượng không hiểu lắm. Viên Cương quay đầu nhìn, quay người rời khỏi phòng bếp. Ra đến khu vực im lặng bên ngoài, Ngô Tam Lượng đi bên cạnh hắn ta thấp giọng nói, ta ngẫu nhiên gặp hắn, không kiếm được có gì tra hỏi thì hắn đã chủ động nói là chỗ quen biết cũ, đi ngang qua đây thì hết tiền, hắn đã tặng Bách Lý Yết kia 1000 kim tệ làm lộ phí. Trông có vẻ bình thường, không có gì kỳ lạ. Viên gia, có phải người nghi ngờ Công Tôn bố có vấn đề? Viên Cương mang theo suy tư nhìn gã, ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Ngũ Lương Sơn làm gì ngươi cũng biết, bất kỳ tiếp xúc nào với ngoại giới cũng đáng để ý, chẳng có ý gì khác. Vậy cũng đúng, Ngô Tam Lượng gật đầu, không có việc gì, gã cũng đi làm việc của mình. Sau giữa trưa, Lôi Tông Khang từ bên ngoài trở về lại vào Sơn Trang tìm đến phòng Viên Cương đang ở trần trồng chuối ngược một tay. Lôi Tông Khang đến gần nói, viên gia, Bách Lý Yết kia sau khi rời Sơn Trang thì vào quận thành, sau khi dừng lại quận thành ăn uống thảnh thơi thì chậm rãi rời đi, trông rất bình thường, không có gì dị thường. Gã phụ trách mảng này, sau khi người ngoài tiến vào đây, rời đi gã đều sẽ để mắt theo dõi. Viên Cương ý đã biết, đợi sau khi Lôi Tông Khang rời đi, Viên Cương khom lưng, hai chân đặt xuống đất, đứng lên, mặc quần áo ra ngoài. Sau đó tìm Đoạn Hổ, hai người cùng ra khỏi Sơn Trang, đi đến trước mộ Hắc Mẫu Đơn. Viên gia có việc, Đoạn Hổ hỏi, Viên Cương, Bách Lý Yết nghe nói là một tán tu khá có danh tiếng trong giới tu hành, người liên hệ với Lệnh Hồ Thu huynh để kết bái với đạo gia. Lệnh Hồ Thu tương đối nắm rõ tình hình dạng này, hỏi thử hắn biết gì về Bách Lý Yết. Bình thường hay làm những gì, bảo hắn nói hết những tin tức về Bách Lý Yết ra, ta muốn nghe. Đoạn Hổ, được, ta sẽ truyền tin cho hắn. Viên Cương đưa tay, ra hiệu chờ một lát, lấy một cuộn giấy trong tay áo đưa cho gã. Đoạn Hổ mở ra xem, thấy có một bản danh sách, trên danh sách có vài người gã cũng biết, không khỏi hồ nghi nói, viên gia, cái này hình như là đệ tử mới thu nhận mấy năm gần đây của Ngũ Lương Sơn. Viên Cương, là đệ tử Ngũ Lương Sơn không sai, là ta cắm vào đấy. Đoạn Hổ ngạc nhiên, không biết hắn ta bí mật đưa danh sách này cho mình là có ý gì. Viên Cương, những người này hiện tại đều lưu lại trong núi, người liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ thời gian ra vào của tất cả kim sĩ trong Ngũ Lương Sơn. Mỗi ngày ngươi nói rõ tình hình này cho ta, việc này sẽ do ngươi liên hệ bọn hắn. Từ giờ trở đi, ta muốn nắm giữ. Hắn ta đã chuẩn bị việc này, chuẩn bị xử lý lại quy luật liên hệ các nơi với Ngũ Lương Sơn, xây dựng lại lưu trình bằng cách của hắn. Nắm bắt quy luật phương diện này là nghề của hắn ta đã từng được huấn luyện trinh thám phương diện này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Ngưu Hữu Đạo muốn hắn ta thâm nhập vào chuyện này. Đoạn Hổ hơi do dự nói, vương gia, người nghi ngờ Ngũ Lương Sơn có vấn đề sao? Tất cả đều nói chuyện dựa vào sự thật, không có gì là nghi ngờ hay không nghi ngờ cả. Đạo gia dẫn mọi người đi đến như ngày hôm nay không dễ dàng gì. Viên Cương chỉ phần mộ của Hắc Mẫu Đơn, ra hiệu đây chính là một trong những cái giá phải trả. Không phải nghi ngờ ai, mà tự bản thân chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình, chúng ta ở trong nhà chúng ta thì phải trông nhà, không thể để nội bộ trong nhà xảy ra vấn đề, nếu không sẽ có lỗi với người đã chết, cũng có lỗi với người sống. Người sống dù sao cũng phải ở lại làm chút gì đó cho những người đã chết đi một cách hữu dụng, tinh lực cá nhân của đạo gia có hạn, không thể ôm đồm hết mọi chuyện, cho nên chúng ta phải làm tốt những việc cần làm, đây cũng là chuyện chúng ta nên làm. Nhìn bia mộ của Hắc Mẫu Đơn, gương mặt Đoạn Hổ căng ra. Ta hiểu rồi, viên gia yên tâm, ta sẽ làm ngay. Sau khi Đoạn Hổ rời đi, Viên Cương cũng nhìn chằm chằm bia mộ thất thần. Trong Mao Lư Sơn Trang bây giờ, nội bộ thực ra cũng có mấy nhóm người. Đám phù phương viên lấy Quản Phương Nghi cầm đầu, Quản Phương Nghi dĩ nhiên tự cho mình là người của đạo gia. Đám người vốn của Hắc Mẫu Đơn lại là một bọn, tự cho mình là người ở lâu bên cạnh đạo gia, vì mình thường xuyên chấp hành vài nhiệm vụ bí mật nên tự cho rằng họ mới là tâm phúc thật sự bên cạnh đạo gia. Đám Ngũ Lương Sơn thì không cần phải nói, cả môn phái hoàn toàn dựa vào tài lực của đạo gia nuôi, bất cứ lúc nào đạo gia cũng có thể nhổ tận gốc bọn họ, chỉ có thể lấy đạo gia làm đầu. Đám hòa thượng Nam Sơn tự phụ trách mấy chuyện vặt trong Mao Lư Sơn Trang, chẳng hạn quản lý ăn uống, đạo gia ở Sơn Trang chỉ ăn uống đồ họ làm. Đám hòa thượng này nhìn có vẻ làm việc vặt nhưng địa vị cực kỳ siêu nhiên, không cần tham gia mấy chuyện nguy hiểm chém giết, trừ đạo gia và Viên Cương hắn ta, không nghe lời ai cả. Trông thì giống một đám hòa thượng thế tục ngốc, trên tay không có quyền lợi gì, phía sau lại có đạo gia làm chỗ dựa, trong sơn trang những người khác không ai làm gì được họ, dĩ nhiên cũng coi đạo gia là chủ. Thương Thục Thanh thường xuyên ở đây, đại diện cho bên Thương Triều Tông, có điều lại thành nha hoàn trải đầu cho đạo gia nói sao nghe vậy, người người sáng suốt đều có thể nhìn ra, vị quận chúa xấu xí này thích đạo gia. Ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông, Linh Tú Sơn gì đó đều bị đạo gia chèn ép lại lôi kéo, lặp đi lặp lại, có thể nói ngược đến chết đi sống lại, đã không thể rời khỏi đạo gia. Cả một đám đô đong, rõ ràng đều là người của đạo gia nhưng lại không đung hợp với nhau, ai làm việc này, đều nhìn chằm chằm lẫn nhau, cơ bản đều cho rằng nhìn chằm chằm đối phương là vì Ngưu Hữu Đạo cũng là nghĩ cho bản thân, đều bất chi bất giác nằm gọn trong tay Ngưu Hữu Đạo, Viên Cương cũng bội phục thủ đoạn của Ngưu Hữu Đạo. Chương 853, khi bại khi thắng 2. Mấy chuyện này trông có vẻ không hề làm gì, nhưng lại là một thủ đoạn chậm rãi không tiếng động, Viên Cương tự nhận mình không làm được, chỉ dựa vào việc có thể lôi kéo đám người thượng vàng hạ cám này, dẫn dắt một đám người suy nghĩ khác nhau hướng về một phía không phải ai cũng có thể làm được, muốn học cũng chưa chắc có thể học được. Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh. Chỉ một Mao Lư Sơn trang trong rừng núi hoang sơ lại có thể tụ hợp một đám người muôn hình muôn vẻ sống hòa thuận, đều ai làm việc nấy chỉ vì một tồn tại Ngưu Hữu Đạo mà thôi. Còn Viên Cương hắn ta, ngoại trừ Quản Phương Nghi bên ngoài đối nghịch hắn ta, những nhóm khác hắn ta đều có thể tham gia nhúng tay, chỉ khi nào hắn ta đem cái danh Ngưu Hữu Đạo ra để làm việc thì Quản Phương Nghi mới không thể nào ngăn hắn ta nhúng tay được. Thực ra người trong sơn trang đều rõ, Viên Cương mới là tâm phúc trong tâm phúc của Ngưu Hữu Đạo, thậm chí còn hơn cả tâm phúc. Ngưu Hữu Đạo thật sự coi Viên Cương như huynh đệ tay chân, vị này có thể tự quyết thay Ngưu Hữu Đạo. Yến Kinh, phủ đệ Đại Tư Đồ, cả một đám xe ngựa có người hộ tống dừng lại, Cao Kiến Thành từ thuộc nha trở về xuống khỏi xe ngựa. Vừa mới vào nhà, quản gia Phạm Chuyên đang chờ sẵn đã đi cạnh y vào trong, phất tay cho tùy tùng hai bên lui ra, thấp giọng nói với Cao Kiến Thành, đại gia gửi thư đến, xảy ra chút chuyện. Trong mắt Cao Kiến Thành lóe lên tia sáng, bước nhanh chân, đây không phải nơi nói chuyện. Chủ tới hai người bước nhanh về thư phòng trong nội viện. Sau khi ngồi xuống sau án, thấy Phạm Chuyên muốn dâng trà, Cao Kiến Thành phất tay, Phạm Chuyên đành thôi, cầm một bức mật thư đưa cho y. Sau khi Cao Kiến Thành đọc xong, bộp, một tay đập mạnh mật tín lên bàn, hừ lạnh nói, không nghe lời ta, tham công sốt ruột, vừa ra tay đã gây ra họa lớn. Phạm Chuyên, tổn thất nặng nề, e là đại gia không tiện bàn giao. Cao Kiến Thành, người không ngốc, nhưng tác phong hành sự vẫn như ở Điệp Báo Ti. Vừa có cơ hội là muốn tấn công, ta đã nói với huynh ấy rồi, đây không phải là chuyện giết được Ngưu Hữu Đạo hay không, huynh ấy non tay quá. Phạm Chuyên cười nói, bởi vì thiếu kinh nghiệm chu toàn trong triều, đây chẳng phải đang xin chỉ thị của lão ra sao. Cao Kiến Thành, huynh ấy không báo lên trên sao. Phạm Chuyên, tạm thời vẫn chưa, chắc trong lòng sợ hãi, muốn mong lão ra chỉ giúp sai lầm. Cao Kiến Thành chỉ vào lão nói với huynh ấy, đây không phải Điệp Báo Ti. Không thể cứ một lát là báo cáo tình hình lên cho trên phân tích, bệ hạ không thích vậy. Đương nhiên, có vài chuyện cũng không giấu được, nhưng phải để ý cách báo lên, cách biệt của lúc thắng lúc bại và lúc bại lúc thắng. Người phải nhắc nhở huynh ấy tới nơi tới chốn, bại cũng phải bại để hoàng đế vui, chuyện xấu phải biến thành chuyện tốt. Phạm Chuyện gật đầu, trận đầu báo bại, bên đại gia làm thế nào ứng đối. Cao Kiến Thành ngồi tựa trên ghế suy nghĩ, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên án, hai mắt chợt nhíu lại, từ từ nói, ngoài thành. Đại địa chủ họ Tông mà chúng ta đang nắm có thể phát huy được tác dụng. Không hổ là người đi theo nhiều năm, trong lòng Phạm Chuyên sáng ra, vừa nghe đã hiểu, vuốt cằm nói, nô tài sẽ thông báo đại gia. Ngự hoa viên, Thương Kiến Hùng đang đứng trước một nhánh hoa tàn, có lẽ tức cảnh sinh tình, gương mặt lộ vẻ phiền muộn. Đại nội tổng quản Điền Vũ xuất hiện ở góc rẽ, phất tay cho người khác bên cạnh lui xuống, nhẹ giọng bẩm báo nói, bệ hạ, Cao Thiếu Minh đưa tin về, thất thủ. Lão nói lại tình hình. Trên mặt Thương Kiến Hùng dần lộ vẻ giận dữ, một tu sĩ trúc cơ kỳ, sử dụng nhiều cao thủ như vậy mà toàn quân bị diệt. Đây chính là năng lực mà hắn chủ động xin đi sao? Phế vật vô dụng, Điền Vũ hơi hạ thấp người xương phải, về sau lại nói, có điều lão nô cảm thấy hắn làm như vậy cũng không sai. Thương Kiến Hùng quay phát đầu lại, lạnh lùng nói, người nhận được bao nhiêu lợi từ hắn mà nói giúp hắn. Điền Vũ lại hạ thấp người, bệ hạ cho bẩm, tin Cao Thiếu Minh đưa về nói, Ngưu Hữu Đạo không phải hạng hời hợt. Không dễ đối phó, ngồi đợi xuất hiện sơ hở không bằng chủ động xuất kích. Lần này trước khi động thủ hắn đã chuẩn bị sẵn để hy sinh những cao thủ kia, có hai mục đích, một là có thể sẽ một kích có hiệu quả ngay. Hai là để thăm dò hư thực, triều đình chưa hề tự giao phong chính diện với hắn ta, rốt cuộc lai lịch hắn ta như thế nào không ai biết, trải qua lần vừa rồi, biết được năng lực hộ vệ bên cạnh Ngưu Hữu Đạo không bình thường, dùng phương thức ám sát bình thường cho dù không có thất bại này cũng sẽ có thất bại khác, giờ hắn sẽ có tính toán khác. Thương Kiến Hùng nghe xong hơi trầm mặc, thậm chí khẽ vuốt cằm, dường như cảm thấy có lý, vẻ mặt đã hòa hoãn lại, hắn định lúc nào lại ra tay. Điền Vũ, hắn tuyệt đối không phải nói ngoa, sớm có mưu đồ, đã dâng lên một kế sách, nhưng cần triều đình phối hợp. Thương Kiến Hùng a một tiếng, nói nghe thử xem, ngoài thành có một phú hộ họ Tông, người này trông có vẻ là một địa chủ, thực ra bối cảnh không phải bình thường. Sắc trời không sáng, cửa thành Nam đã mở từ sớm, hơn vạn người ngựa như con rồng dài nối đuôi vào thành, hơn trăm người cưỡi ngựa áp trận ở phía trước. Động tĩnh như vậy cũng là không ít người trong thành tỉnh dậy sớm. Lúc xế trưa, trên vạn người ngựa xuất hiện ở một nơi cách kinh thành hơn 20 dặm, xâm nhập vào một vùng ruộng rộng lớn, bao vây xung quanh một trang viên gần núi gần sông. Bên ngoài cánh cửa đóng chặt của trang viên, một hàng quân sĩ đang đứng cùng nhau kêu hàng, bảo người trong nhà lập tức mở cửa thúc thủ chịu trói, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Từ trên xuống dưới trong trang viện rối loạn, Tông Diên Linh trang chủ đứng dưới mái hiên lo lắng như kiến bò chảo lửa, xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bên phía phụ thân đã làm gì đắc tội triều đình? Hai người hầu ăn mặc kiểu hạ nhân bình thường luôn quy cũ, một già, một trung niên lúc này tinh thần đột nhiên thay đổi, đâu còn giống hạ nhân. Nô bộc già kéo Tông Diên Linh đang rối loạn, trang chủ, lúc này, hai người chúng ta chỉ có cách dẫn theo trang chủ giết ra ngoài. Tông Diên Linh dậm chân, bên ngoài thiên quân vạn mã vây khốn, há có thể không có tu sĩ, sao có thể giết ra ngoài? Cho dù hai người các ngươi có thể mang ta giết ra ngoài, vợ con ta phải làm sao đây? Hai người các ngươi sao có thể đồng thời mang vợ con ta giết ra ngoài chứ? Người hầu trung niên trầm giọng nói, trang chủ, có thể bảo đảm tính mạng người nào hay người đó, dù sao vẫn còn hơn không ai sống, nếu không chúng ta không thể nào ăn nói với Hướng tiên sinh. Tông Diên Linh khoát tay, có lẽ không đến mức như vậy đâu, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều, không bằng mở cửa nghe lệnh, cố gắng không để tình trạng tồi tệ như chúng ta nghĩ. Nô bộc già, trang chủ, không nên ôm tâm trạng ăn may, bên ngoài không phải chỉ là nhân mã bình thường, là cấm quân kinh thành, đối phó với một địa chủ cần dùng đến cấm quân sao? Sự tình tuyệt đối không đơn giản như người nghĩ, một khi chúng ta thúc thủ chịu trói, thân phận tu sĩ của hai người chúng ta khó tránh được bại lộ. Pháp tắc thiên hạ, tu sĩ và người thường phải giữ khoảng cách, trang chủ không phải quan viên triều đình, nếu phát hiện hai người chúng ta ở đây, cung phụng dân thường, chúng ta cũng khó thoát phải chịu tội. Tông Diên Linh bi phẫn nói, người lén làm việc này ít sao? Lão bộc, quy tắc nằm trong tay người thi hành quy tắc, không muốn phát hiện dĩ nhiên không sao, muốn phát hiện dĩ nhiên phải truy cứu, trên đời này làm gì có công bằng triệt để, nhìn động tĩnh bên ngoài, kể đến bất thiện, trang chủ cảm thấy đối phương sẽ bỏ qua không truy cứu sao? Tông Diên Linh, nếu như thế, hai người các ngươi nhanh chóng rời đi, chỉ cần không để lại chứng cứ, lại mời phụ thân ra mặt nghĩ cách, triều đình phải nể chút tình nghĩa của phụ thân chứ. Thấy hai người còn muốn nói nữa liền khoát tay cản lại, ta không thể mặc kệ vợ con, hai người các ngươi sau khi rời khỏi đây, coi như triều đình phát hiện nơi này có tu sĩ, ta cũng có thể phủ nhận, chỉ cần coi hai người các ngươi là tu sĩ đến trộm cắp, nếu như vậy còn có thể kéo dài thời gian, các ngươi mau chóng giúp ta liên hệ với phụ thân xin giúp đỡ. Chương 854, cùng nhau thưởng thức, gã kiên trì như vậy, hai người cũng chẳng còn cách nào khác, gã không đồng ý, tiểu nhã nhà gã xảy ra chuyện gì hai người không gánh nỗi trách nhiệm, có một vài việc cần gã gật đầu mới được. Cuối cùng hai người đành phải cấp tốc thay hình đổi dạng, đổi sang bộ y phục che mặt, lướt nhanh ra từ một góc trong viện. Bắn tên, hạ lệnh một tiếng, mưa tên bay tán loạn, hai người thực lực cường hãn, cưỡng ép chạy xuyên qua khỏi mưa tên phá vỡ vòng vây. Muốn chết, một tu sĩ ngồi trên lưng ngựa hừ lạnh một tiếng, tiếng kiếm keng keng, đám tu sĩ ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên rút kiếm, mười mấy người đằng không lên chặn đường, hai bên va chạm giữa không trung, giữa trời triển khai một trận chém giết kịch liệt. Cao thủ ba đại phái tỏa trấn trong kinh thành xuất mã, lại lấy nhiều đánh ít, chém giết cũng không bền bỉ, lúc cánh cổng trang viện mở ra, chém giết đã kết thúc. Tông Diên Linh một mình đứng ngoài cửa viện, gương mặt bi thương. Một lượng nhân mã lớn từ hai bên người gã vọt vào trong trang viện, làm cho bên trong gà bay chó chạy, tiếng kêu sợ hãi vang lên, còn có cả tiếng trẻ con khóc. Một tướng lĩnh mặc chiến giáp chậm rãi điều khiển ngựa đến trước mặt Tông Diên Linh, đứng ở trên cao nhìn gã. Người này không ai khác, chính là thân gia lúc đầu của Tống Cửu Minh, nhạc phụ của Tống Diễn Thanh, Vương Hoành, một trong tứ đại thống lĩnh kinh kỳ. Tướng quân, tiểu dân là lương dân tuân theo luật pháp, không biết rốt cuộc đã phạm vào tội gì mà phải hưng sư động chúng như vậy. Tông Diên Linh chắp tay hỏi, Vương Hoành phất phất tay, hai nô bộc vừa trốn khỏi trang viện người đầy máu bị kéo ra, đưa đến trước mặt Tông Diên Linh. Có quen không? Vương Hoành lạnh lùng hỏi. Tông Diên Linh lắc đầu, không biết là ai. Vương Hoành nhìn về phía hai nô bộc kia, nô bộc trung niên nói, hai người chúng ta hết tiền, chỉ muốn đến đây kiếm chút tiền tài thôi. Hừ hừ, Vương Hoành cười lạnh, lộ ý mỉa mai, người đã rơi vào tay bên này, đã hạ quyết tâm gây chuyện thì cho dù không có chuyện cũng có thể thành có chuyện, sao có thể không thừa nhận được. Lão ta lười nhiều lời, vẻ mặt kiêu găng, điều khiển ngựa rời đi. Phủ thứ sử Nam Châu, Lam Như Đình cầm mật tín tiến vào trong viện Mông Sơn Minh. Trong nội viện, La Đại An đang để trần hai cánh tay luyện thương dưới ánh mặt trời, Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông người ngồi người đứng đang quan sát. Lam Như Đình đi đến trước mặt hai người hành kiến lễ, đưa mật tín cho Thương Triều Tông. Sau khi Thương Triều Tông đọc xong kinh ngạc ngẩng đầu, đạo gia muốn rời đến phủ thành định cư. Lam Như Đình gật đầu, đạo gia đích thân gửi thư tới, có lẽ không sai đâu. Mông Sơn Minh xem thư, sau đó cũng thắc mắc muốn ở lâu dài trong phủ thứ sử. Không phải hắn không muốn đến phủ thành sao? Sao đột nhiên lại thay đổi ý định? Thương Triều Tông suy nghĩ một lúc, nếu đạo gia đã nói vậy thì bảo người thu thập một đình viện đi, đạo gia tới là có thể vào ở luôn là được. Mông Sơn Minh lưu tâm đến Lam Như Đình đang nhíu mày vẻ mặt dường như có gì đó không bình thường, hỏi Tiểu Lam có suy nghĩ gì? Thương Triều Tông nghe vậy nhìn lại, Lam Như Đình khoát tay, ta không có suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy kỳ lạ, chúng ta vừa nhận được tin, trong thành trước đó một bước cũng truyền ra một tin. Trước đó ta cứ nghĩ là lời đồn không coi là gì, giờ quả nhiên có việc này, đúng là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Còn có chuyện như vậy sao? Thương Triều Tông và Mông Sơn Minh hai mặt nhìn nhau, quận Thanh Sơn. Hoàng Liệt dừng chân ở khách viện, y lại đến Mao Lư Sơn Trang, đây là lần thứ ba sau khi y đến quận Thanh Sơn, giữa chừng còn bảo đệ tử trong môn đến mấy lần. Trong đình đài Thủy Tạ, Viên Cương cũng một lần nữa ra mặt chiêu đãi. Vẫn bưng trà nước lên, Hoàng Liệt phất ống tay áo, không cần, y đã không còn kiên nhẫn được nữa. Rốt cuộc Ngưu Hữu Đạo có ý gì? Ta đã đợi ở đây đây ngày, tưởng ta rảnh rỗi lắm sao? Lúc nào thì hắn về, hôm nay nhất định phải cho ta câu trả lời chắc chắn. Viên Cương nói, sắp rồi. Hoàng Liệt, sắp rồi. Ngươi dùng câu này để đãi bôi với ta bao nhiêu lần rồi? Từ Kim Châu về đây bao xa chứ? Hắn có tọa kỵ phi hành mà phải đi mấy ngày sao? Viên Cương, xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn, giữa đường đạo gia bị nhiều thích khách ám sát, bởi vậy làm trễ nải chút thời gian. Không phải sợ đối phương không chờ nổi thì hắn ta cũng không nói ra chuyện này. Ám sát, Hoàng Liệt sửng sốt, ánh mắt hơi lóe lên, hơi bất ngờ, nhưng dường như cũng không bất ngờ. Hỏi thử tình hình Ngưu Hữu Đạo thế nào? Mấy vị trưởng lão tùy hành cũng hai mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có ý ngầm hiểu nhau. Viên Cương, đã không sao rồi. Ồ, vậy thì tốt. Hoàng Liệt gật đầu, trong ngữ khí cũng có chút tiếc nuối không nói thành lời hoặc cảm thấy Ngưu Hữu Đạo quá may mắn. Xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên y không tiện nói gì thêm, đành phải nín nhịn cơn giận chờ tiếp. Lúc bọn y vừa bước ra khỏi cánh cổng Mao Lư Sơn Trang, dưới núi có vài người đi tới, bên này tập trung nhìn. Không phải Ngưu Hữu Đạo thì còn có thể là ai, đám Ngưu Hữu Đạo đã về. Hai bên vừa chạm mặt, Hoàng Liệt lập tức đánh giá từ trên xuống, quan sát khí sắc Ngưu Hữu Đạo, nghe nói trên đường lão đệ bị ám sát, không sao chứ. Ngưu Hữu Đạo chỉ gặp chút phiền phức, không dùng tọa kỵ phi hành tới lui được, để Hoàng trưởng môn đợi lâu, thật sự hổ thẹn. Không sao là tốt, không sao là tốt, Hoàng Liệt như chút được gánh nặng cười ha ha. Ngưu Hữu Đạo, lúc đầu vốn định liên hệ Hoàng trưởng môn cầu viện Đại Thiện Sơn, có điều tình huống lúc đó cấp bách, lúc liên hệ xảy ra chút vấn đề. Quản Phương Nghi đứng bên khóe môi nở nụ cười, toàn mấy lời ma quỷ, cả một chặng đường đi vô cùng chậm rãi ung dung. Phái người khẩn cấp chạy đến Kim Châu tiếp viện, trong lòng Hoàng Liệt thầm nhủ, đáp án chỉ trong lòng y hiểu, có điều ngoài miệng vẫn nói, Đại Thiện Sơn không biết rõ tình hình, nếu biết chắc chắn là nghĩa bất dung từ. Vừa trở về, cổng cũng không phải nơi nói chuyện lâu, Ngưu Hữu Đạo phất tay ra hiệu mời vào bên trong. Lúc cả đám người xoay người, Hoàng Liệt để mắt tới nam tử áo hoa bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Một đại nam nhân mà ăn mặc lòe loẹt như vậy thật sự khiến người ta thấy kỳ lạ, tới đây vẫn còn đeo mặt nạ, y không kìm được thỉnh giáo, vị bằng hữu này là. Nam tử áo hoa chỉ lạnh lùng liếc nhìn y, không thèm để ý đến y, một mình bước vào cổng lớn, quan sát hai bên Mao Lư Sơn Trang. Chuyện riêng của người ta, ta cũng không tiện nhiều lời. Ngưu Hữu Đạo khoát tay, không đề cập tới thân phận đối phương, Hoàng Liệt đành thôi. Quản Phương Nghi lại lặng lẽ lưu tâm phản ứng của Viên Cương nhưng không thấy được gì dị thường từ trên mặt Viên Cương, trong lòng lập tức hiểu ra, hẳn vị này cũng biết thân phận thật sự của nam tử áo hoa. Chủ khách sau khi đi vào đình Thủy Tạ ngồi xuống, Hoàng Liệt hỏi đến chuyện chính, lão đệ nói có chuyện quan trọng thương lượng, không biết là chuyện quan trọng gì. Ngưu Hữu Đạo duỗi tay, ra hiệu dùng trà, mình cũng bưng trà lên nói, cũng chưa đến mức nói là chuyện quan trọng gì, giữa đường ta đã chậm trễ rồi, chỉ e phải phiền Hoàng trưởng môn chờ thêm một lát. Hoàng Liệt, chờ cái gì? Ngưu Hữu Đạo, có người đưa tới cho ta một phần trọng lễ, mời Hoàng trưởng môn cùng thưởng thức. Trọng lễ gì? Hoàng Liệt tò mò, các trưởng lão bên cạnh cũng rất tò mò. Ngưu Hữu Đạo đặt chén trà khác, trọng lễ không thể bỏ qua, đến lúc đó Hoàng trưởng môn sẽ biết. Hỏi không ra điều gì, Hoàng Liệt tạm đè nghi vấn trong lòng xuống, lão đệ, ta nghe được tin, ngươi định vài ngày tới sẽ rời đến phủ thứ sử phủ thành ở, không biết là thật hay giả. Đây là vấn đề y lo lắng, hiện tại Thương Triều Tông do y khống chế, y lo Ngưu Hữu Đạo tham gia vào cướp quyền khống chế của y. Đại Thiện Sơn không thể độc chiếm Nam Châu, nắm tính mạng Thương Triều Tông trong tay mới có thể đảm bảo, nếu mất đi quyền khống chế tính mạng Thương Triều Tông thì hoàn cảnh cũng quá lung túng. Ngưu Hữu Đạo, đúng là có việc này, nhưng không phải là ta mong muốn như vậy, đây chỉ là suy nghĩ đột phát sau khi bị ám sát. Sau khi gặp nạn giữa đường, ta nghi ngờ triều đình động thủ với ta, tình cảnh hiện tại của ta khá nguy hiểm, đành phải đến phủ thành tránh tạm. Có điều Hoàng trưởng môn yên tâm, ta chỉ ở tạm, đợi sau khi ta và triều đình thỏa hiệp sẽ lập tức dọn đi, tuyệt đối không ở phủ thành lâu. Chương 855, Đại đạo độc hành. Đối với cách nói này, Hoàng Liệt không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười ha ha mà không tán thành rõ ràng. Người ta gặp phải nguy hiểm thì phải tránh né, ông ta cũng không dễ phản đối thẳng thừng, chỉ chuẩn bị quay lại sẽ thương lượng với mọi người của Đại Thiện Sơn xem ứng đối ra sao. Viên Cương bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, mặc kệ đối phương tỏ thái độ ra sao, có điều bản thân Viên Cương cũng khó tránh phải cảm khái. Thay đổi rồi, trạng thái đúng là thay đổi. Nếu là trước đây, đạo gia lại nói chuyện với trưởng môn Bành của Thiên Ngọc Môn với thái độ như vậy thử xem. Bành Hữu không muốn đồng ý thì chắc chắn sẽ từ chối thẳng mặt, nào có gì cần phải thương lượng. Bây giờ đối đầu với Hoàng Liệt có thực lực không thua gì Bành Hữu, Hoàng Liệt lại không thể không ước lượng lại một chút, không còn khả năng hung hăng giống như Bành Hữu trước đây. Trải qua mấy năm qua vận động, đạo gia rốt cuộc đã có trọng lượng khi nói chuyện trên mảnh đất Châu Nam này, không cần phải nhịn nhục, chịu uất ức nữa. Chờ đoàn người Hoàng Liệt rời đi, tiễn khách trở về xong, Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy Thương Thục Thanh đi cùng Ngân Nhi tới. Thương Thục Thanh mỉm cười, nụ cười có vẻ dữ tợn, nhưng đôi mắt lại lóe sáng. Từ biệt tại phủ thành, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Ngân Nhi không rụt rè như nàng, thân thiết gọi, "Đạo đạo, ngươi đi đâu? Chúng ta chờ ngươi đã lâu." Ngưu Hữu Đạo liếc nhìn hộp cơm trên tay nàng, cảm thấy ghê cả răng, cười trả lời. Đi ra ngoài làm việc, ta cũng muốn đi, Ngân Nhi thái độ kiên quyết. Ngưu Hữu Đạo biết ý của nàng là sau này phải dẫn nàng theo, chỉ cười, không đồng ý cũng không từ chối. Thấy hắn nở nụ cười, Ngân Nhi lập tức nghĩ là hắn đã đồng ý, bèn lấy một cái đùi gà bóng mỡ trong hộp cơm ra đưa cho hắn. Cho ngươi ăn, người bình thường đừng hòng cướp thức ăn của nàng. Nàng đã chủ động chia sẻ đồ ăn cho ai, kẻ đó nhất định đã nhận được cảm tình của nàng. Ta no rồi, Ngưu Hữu Đạo phẩy tay cản lại, thật sự không hứng thú với thức ăn mà nàng dùng tay bốc lên, ghê người. Đạo gia, Thương Thục Thanh cũng tiến tới chào hỏi, ánh mắt nhu tình như nước, sau lại chào hỏi người khác. Quận chúa, mấy người cũng chào hỏi với nàng ta. Ngưu Hữu Đạo liếc Ngân Nhi với dáng vẻ ngươi không ăn thì ta ăn. Nghe nói quận chúa và Ngân Nhi rất hợp nhau, mỗi ngày đều nàng không ít thứ. Thương Thục Thanh cười nói, ta cũng không có việc gì, muội muội Ngân Nhi rất trong sáng, ta cũng rất yêu thích. Nàng ta không thực sự cảm nhận được thái độ của Ngân Nhi với những người khác, còn Quản Phương Nghi thì mí mắt đã giật giật liên hồi, oán thầm, yêu vương này mà trong sáng. Ngươi chưa từng thấy cô ta đáng sợ bao nhiêu đâu, có điều bà ta biết tin cũng cảm thấy rất kinh ngạc, yêu vương này lại có thể ngoan ngoãn phối hợp với quận chúa. Trong sáng, Ngưu Hữu Đạo cười, cười có vẻ lúng túng, lại khó nói rõ. Lúc này, nam tử mặc y phục thêu hoa vừa vặn đi bộ một vòng quanh căn nhà tranh trong sơn trang, vừa nhìn thấy Thương Thục Thanh, con người đột nhiên co rụt lại, đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm dung nhan của Thương Thục Thanh hồi lâu. Sau khi mấy người của Đại Thiện Sơn từ biệt, người của bên này đã trở lại khách viện. Không có việc gì khác, Hoàng Liệt và mấy vị trưởng lão cùng đến đang ngồi ở đình viện, không nói nhiều, hỏi luôn. Các ngươi cũng nghe tới Ngưu Hữu Đạo rồi, hắn muốn vào ở trong phủ thứ sử, mọi người thấy thế nào? Lúc trước, chúng ta tiếp nhận Châu Nam, vì ba đại phái đột nhiên tham gia khiến Thiên Ngọc Môn không kịp trở tay, chúng ta mới có thể thuận lợi nắm Thương Chiêu Tông vào tay. Nếu không, Thiên Ngọc Môn căn bản không dễ dàng giao người cho chúng ta, cũng không thể dễ dàng giao tiếp với Châu Nam. Không sai, Ngưu Hữu Đạo này quỷ kế đa đoan, nếu thật sự để cho Ngưu Hữu Đạo và Thương Chiêu Tông thường đi lại với nhau, chẳng may Ngưu Hữu Đạo nổi lên lòng khác, mà Thương Chiêu Tông vốn thân thiết đến độ mặc chung một cái khố với Ngưu Hữu Đạo, vậy chỉ có thể phòng nhất thời, không thể phòng lâu dài. Thời gian dài qua đi, e rằng khó lòng phòng bị. Ta cũng cho rằng không thích hợp, ai biết được hắn có qua lại với môn phái khác bên ngoài hay không. Hắn có sức ảnh rất lớn với Châu Nam, với quyền khống chế Châu Nam, chúng ta nhất định phải nắm lấy một phía. Hắn nói ở tạm, ai biết ở tạm bao lâu, nếu hắn không đi, chẳng lẽ phải trở mặt, giày vò Châu Nam đến trời long đất lở không có lợi gì cho chúng ta. Mấy vị trưởng lão nghị luận sôi nổi, thái độ rất rõ ràng, không muốn nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo ở phủ thứ sử Châu Nam. Hoàng Liệt trầm ngâm nói, nhưng hắn nói rồi, hiện nay gặp nạn, muốn đi phủ thành tránh hiểm, không đồng ý nghĩa là chúng ta hy vọng hắn chết đi. Thật không tiện từ chối, gặp nạn, đó là hắn nói, nếu triều đình thật sự định ra tay với hắn, hắn có thể dễ dàng thoát thân như vậy. Ngươi nhìn hắn khỏe mạnh, nào giống như có chuyện trong người. Kỳ thực cũng có biện pháp ứng phó, không phải là tránh hiểm sao. Hắn có thể tới tông môn Đại Thiện Sơn chúng ta mà. Chúng ta cung cấp che chở cho hắn là được rồi, chẳng lẽ không an toàn hơn phủ thành. Hắn mà từ chối chẳng phải chứng minh hắn giấu lòng riêng. Lại nói, người khác vào tay chúng ta hoàn toàn có thể nhìn tình huống mà định. Câu cuối cùng có ý tứ rất sâu xa, lời này vừa nói xong, mọi người dồn dập khen hay. Hoàng Liệt cũng gật đầu, rất tốt, sau đó trả lời hắn như vậy. Sáng sớm ngày kế, Thương Thục Thanh xuất hiện ngoài phòng Ngưu Hữu Đạo, yên lặng chờ đợi. Nàng ta lẳng lặng cúi đầu bồi hồi, hai tay xoắn xuýt. Đã lâu không làm chuyện trải đầu, không biết thái độ của Ngưu Hữu Đạo bây giờ ra sao. Quản Phương Nghi lắc eo lộ diện từ khúc quanh, nhìn thấy Thương Thục Thanh trong viện liền sửng sốt một chút, sau đó nhẹ nhàng lui về sau, lảng tránh. Cửa phòng mở, Ngưu Hữu Đạo lộ diện, đối diện với Thương Thục Thanh trong sân, cười ôn hòa, gật gầu đầu nói. Ngân Nhi đây, còn đang ngủ, Thương Thục Thanh đáp, không thấy hắn có gì dị thường xoay người vào, nàng mới thả phào nhẹ nhõm rồi tiến vào trong nhà. Ngưu Hữu Đạo trước tiên đẩy các cửa sổ trong phòng ra, tránh hiểm nghi, sau đó mới chủ động ngồi trước bàn trang điểm. Giống như trước, Thương Thục Thanh trải đầu rất cẩn thận, đối với người được chăm sóc quả thật là một sự hưởng thụ. Một lát sau, Ngưu Hữu Đạo lên tiếng hỏi, quận chúa, tương lai người định tìm lang quân như ý thế nào? Tay Thương Thục Thanh hơi ngừng, lát sau tiếp tục động tác, nhẹ giọng nói. Ta xấu xí như vậy, ai có thể coi trọng ta? Ngưu Hữu Đạo cười nói, lần trước Mông Soái nói với ta, mới biết bớt trên mặt ngươi có liên quan đến Đông Quách Hạo Nhiên. Ngươi yên tâm, có cơ hội ta sẽ liên lạc với người của Thượng Thanh Tông để nghĩ biện pháp trả khuôn mặt đẹp như hoa cho ngươi. Đến lúc, tự nhiên sẽ có lang quân như ý quận chúa đứng xếp hàng cầu thân trước mặt quận chúa. Dung mạo thật sự quan trọng như vậy sao? Động tác của Thương Thục Thanh ngừng lại, nhìn người con trai trong gương, hỏi. Không biết ý trung nhân của đạo gia tương lai sẽ là gia nhân ra sao? Ta, Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, thân ở trong giới tu hành, thăng thăng trầm trầm, thân bất do kỷ, có tương lai hay không còn không biết, có những việc thật không thích hợp với ta. Đại đạo độc hành không hẳn là chuyện xấu. Thương Thục Thanh trầm mặc, không tiếp tục nói nữa, tiếp tục trải đầu. Bộp, Ngưu Hữu Đạo đang yên lặng bỗng vỗ đùi bộp một cái. Hồ đồ rồi, làm sao quên hắn cũng xuất thân Thượng Thanh Tông. Thương Thục Thanh nghi hoặc, ai, Trần Quy Thạc sao, ta cũng từng gặp y, dường như y cũng không biết. Ngưu Hữu Đạo xua tay, vui cười hớn hở nói, nếu mọi người đều biết thì sao phải kéo dài tới bây giờ. Y không có địa vị gì ở Thượng Thanh Tông, không biết cũng không có gì lạ. Chờ chuyện trước mắt xong, qua thời gian nữa rồi lại nói. Thương Thục Thanh khẽ, nàng không bài xích chuyện khôi phục dung mạo, cũng không nóng lòng. Tóc còn chưa được trải kỹ, Đoạn Hổ đã gõ gõ cửa tiến vào, trước tiên là gật đầu thăm hỏi Thương Thục Thanh, sau đó bẩm báo. Đạo gia, trưởng môn Tào Ngọc Nhi của Phi Hoa Các tại Châu Nam trước kia đã tới, bảo là muốn gặp ngài. Chương 856, Hương Sư Động Chúng 1. Quả thật không chờ được nữa, Ngưu Hữu Đạo thầm nói, lại hỏi bao nhiêu người tới. Đoạn Hổ, 2 người, bản thân bà ta và một đệ tử đi cùng. Ngưu Hữu Đạo mặt không chút thay đổi nói, người tới là khách, cho mời. Vâng, Đoạn Hổ nhận lệnh rời đi, nghe thấy có việc, không muốn hỏng chuyện, Thương Thục Thanh lập tức tăng tốc độ tay lên, ai biết Ngưu Hữu Đạo lại bình thản nói. Không vội, Thương Thục Thanh hơi giật mình, tốc độ lại quay về bình thường. Ngưu Hữu Đạo nói, quận chúa, ngày hôm nay có thể ở đây sẽ xảy ra vài chuyện, động tính có lẽ sẽ không nhỏ. Để không phải đánh rắn động cỏ, ta không cho bất kỳ người nào rút đi, sợ là sẽ làm ngươi kinh hãi. Ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, không cần quá sợ hãi. Thương Thục Thanh rất muốn hỏi là chuyện gì, nhưng nàng thông minh, nghĩ đến mấy chữ không đánh rắn động cỏ đã không hỏi nữa, cười nói. Đạo gia đã quên, tuy ta thân là nữ tử, nhưng cũng là người từng trải chiến trường, đã từng kinh hãi. Huống hồ, có đạo gia ở đây, chỉ cần đạo gia ở đây. Ta không sợ gì cả, câu sau cùng ra khỏi miệng đã nhỏ đi mấy phần, bản thân nàng cũng không biết ma xui quỷ khiến gì mà lại nói ra những lời ấy. Không biết có phải là quá lâu không gặp lại, tim nàng ta đập nhanh lên, hai gò má nóng bừng. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi nhắm mắt, trong lòng nặng nề. Trong nhà thủy tạ, hai người phụ nữ đang đứng cạnh lan can chờ đợi chủ nhân nơi này tới. Người phụ nữ lớn tuổi chính là Tào Ngọc Nhi, trưởng môn Phi Hoa Các, người khác là đệ tử của bà. Từ lúc đến nơi đã quan sát nơi này, Tào Ngọc Nhi nhìn bốn phía nói. Không ngờ với địa vị của hắn hiện giờ mà vẫn còn ở lại vùng núi hoang rừng vắng này. Ý của bà là, với điều kiện của Ngưu Hữu Đạo bây giờ, hắn hoàn toàn có thể tìm nơi có hoàn cảnh tốt hơn để ở. Đệ tử nói lấy lòng, có lẽ biết là chỗ ở có tốt hơn nữa cũng không ở được lâu dài đi. Tào Ngọc Nhi lạnh lùng liếc đệ tử một cái, lại nhìn ra Đoạn Hổ cách đó không xa, hạ giọng. Chờ lát nữa mở mắt nhìn cho cẩn thận, không được ngộ nhận. Người đệ tử cũng nhỏ giọng trả lời. Sư phụ yên tâm, con tận mắt gặp hắn ở Tề Kinh, chỉ cần là hắn, chắc chắn không nhận sai. Chờ lát sau, mặc dù quần áo bình thường, nhưng đã rửa ráy chỉnh tề, Ngưu Hữu Đạo đi tới. Hai bên hắn là Viên Cương và vị nam tử áo hoa bước đi có phần tùy tiện. Vào đình đài thủy tạ, Đoạn Hổ bước tới giới thiệu đôi bên. Khách và chủ vào chỗ, Tào Ngọc Nhi liếc mắt đệ tử khẽ gật đầu. Trưởng môn Tào Hạ Cố đến chơi nơi đơn sơ này, không biết để làm gì. Ngưu Hữu Đạo cười hỏi, đồng thời đưa tay xin mời dùng trà. Tào Ngọc Nhi không có ý chạm đến chén trà, chỉ là thái độ rất khiêm tốn. Nghe mọi người ở đây đều gọi ngươi là đạo gia, vậy cũng cho ta gọi ngươi là đạo gia đi. Ngưu Hữu Đạo xua tay một cái, ta sẽ tổn thọ mất, người ở đây thuận miệng gọi bừa, không nên coi là thật. Tào Ngọc Nhi không có ý đổi giọng, thẳng thắn nói. Người có lễ, sẽ có cầu, đạo gia, lần này đến không vì gì khác, thật sự có chuyện cần cầu cạnh đạo gia. Ngưu Hữu Đạo à một tiếng, có vẻ khó hiểu nói. Cầu ta, đường đường Phi Hoa Các cần gì ở chỗ ta? Tào Ngọc Nhi thở dài nói. Đạo gia hà tất biết rõ còn hỏi, từ lúc Chu Thủ Hiền chiến bại, Phi Hoa Các chúng ta và Chân Linh Viện bị đuổi ra khỏi Châu Nam, như chó mất chủ, không chỗ để về, hoảng sợ khó chịu nổi. Càng nguy hiểm hơn là, đệ tử hai phái nhiều như vậy, tài nguyên tu luyện cơ bản và chi phí mỗi ngày cũng không phải con số nhỏ. Không thu vào, chỉ có tiêu hao, chúng ta không kéo dài được. Còn hao tổn nữa, Phi Hoa Các và Chân Linh Viện sẽ lòng người tứ tán, sợ rằng sẽ hủy trên tay thế hệ chúng ta, sẽ thẹn với các đời tiên sư. Ngưu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm, đúng là khó cho các ngươi, có thể hiểu, nhưng ngươi cũng phải hiểu, lúc đó chúng ta tấn công Châu Nam là vì bất đắc dĩ. Tào Ngọc Nhi gật đầu, ta hiểu, đều vì khó xử, chúng ta làm sao lại không biết tâm tư của Yến Hoàng đối với Dòng Bình Quận Vương. Tranh chấp tất có thắng có thua, chúng ta tài nghệ không bằng người, thua là thua, không có gì oán hận. Điều duy nhất có thể làm chính là té ngã thì phải bò lên. Hy vọng đạo gia có thể cho Phi Hoa Các và Chân Linh Viện chúng ta một cơ hội. Ngưu Hữu Đạo, cơ hội gì, cũng không đến mức để chúng ta nhường lại Châu Nam chứ. Tào Ngọc Nhi, đạo gia nói quá lời. Chúng ta không dám khiêu khích với địa vị của đạo gia ở Châu Nam, nhưng Đại Thiện Sơn ở Châu Nam một nhà độc tài cũng không hẳn đã là chuyện tốt với đạo gia. Đại Thiện Sơn đơn giản là đang chờ thêm 10 năm nữa, đợi thực lực tổng hợp của Đại Thiện Sơn nâng cao một bậc, triệt để toàn diện nắm giữ Châu Nam, bọn họ còn có thể cho phép đạo gia ảnh hưởng lớn đến Châu Nam như hiện nay sao? Có lẽ bọn họ còn không nhịn được 10 năm đã gây khó dễ cho đạo gia, lúc nào cũng có thể gây ra chuyện bất lợi cho đạo gia. Lẽ nào đạo gia không lo lắng sao? Ngưu Hữu Đạo đặt tay trên chén trà. Ý của ngươi là đá Đại Thiện Sơn khỏi Châu Nam. Tào Ngọc Nhi, đạo gia ngẫm lại xem. Một nhà độc tài thật sự không được. Nếu Phi Hoa Các chúng ta và Chân Linh Viện thay vào chỗ Đại Thiện Sơn thì lại khác. Phi Hoa Các, Chân Linh Viện và thủ hạ của đạo gia lập thành ba phái, có thể hình thành thế chân vạc, ngăn cản lẫn nhau. Chuyện này đối với đạo gia chẳng lẽ không phải cục diện tốt nhất sao? Ngưu Hữu Đạo suy tư, trầm mặc một hồi lâu mới từ tốn nói. Làm sao ta không biết chuyện một nhà độc tài không tốt? Nhưng mời thần dễ, kính thần khó. Muốn đá Đại Thiện Sơn ra khỏi cục e không dễ như nói. Các ngươi có biện pháp gì tốt? Dường như hắn đã động lòng. Tào Ngọc Nhi hơi nghiêng người về phía trước nói. Chỉ cần đạo gia có lòng, chúng ta tự nhiên có thể cùng suy nghĩ kỹ biện pháp. Chỉ cần ngài và ta trong ngoài phối hợp, không lo không có biện pháp tốt. Ngưu Hữu Đạo trần chờ nói, việc này để cho ta suy nghĩ thêm. Được, đạo gia suy nghĩ một chút nữa, sau 3 ngày ta lại đến bái phỏng được chăng? Tào Ngọc Nhi đứng dậy cáo từ, ý là 3 ngày sau trở về muốn một câu trả lời. Ngưu Hữu Đạo cũng đứng lên, khách khí nói, không cần chạy tới chạy lui phiền phức như vậy, không ngại ở lại phòng khách đi. Tào Ngọc Nhi xua tay, nhiều người phức tạp, ta ở lâu sẽ khiến Đại Thiện Sơn biết thì không hay. Ngưu Hữu Đạo, nếu như thế, vậy ta liền không giữ lại, sau 3 ngày gặp lại. Dừng chân, Tào Ngọc Nhi duỗi tay, ra hiệu Ngưu Hữu Đạo không cần tiễn, tránh bị chú ý. Ngưu Hữu Đạo cũng không khách khí, phất tay ra hiệu Đoạn Hổ đưa tiễn. Nhìn theo khách rời đi, nam tử áo hoa lên tiếng. Chân trước đá Thiên Ngọc Môn, chân sau ngươi lại chuẩn bị đá Đại Thiện Sơn đi. Ngưu Hữu Đạo hai tay chống kiếm. Hôm qua chân trước ta vừa mới về, ngày hôm nay chân sau bà ta đã tới. Sớm không tới gặp ta, muộn không tới, ngươi cho rằng là trùng hợp. Nam tử áo hoa, ý ngươi là bà ta có mưu đồ khác. Ngưu Hữu Đạo ha ha nói. Ta vốn tưởng rằng còn phải chờ thêm chút thời gian, vào lúc này nhìn thấy vị trưởng môn Tào này. Nếu ta không đoán sai, lúc trước triều đình chuẩn bị tấn công Châu Nam cũng có phần của Phi Hoa Các. Nam tử áo hoa, triều đình không thể chờ được nữa, tiếp theo lại muốn ra tay với ngươi. Chỉ e đã ở ngay trước mắt, Ngưu Hữu Đạo nói, ánh mắt âm trầm, chậm rãi quay lại nhìn Viên Cương, nói. Hẳn là người dò đường tới rồi. Viên Cương, đều chuẩn bị kỹ càng, người tham dự không biết phải làm gì, sẽ không có ai để lộ tin tức. Lúc trước Ngưu Hữu Đạo kéo dài thời gian trên đường, hấp dẫn sự chú ý của quan viên liên quan, hắn ta đã có đủ thời gian chuẩn bị. Chuyện đã bàn giao cho Viên Cương, Ngưu Hữu Đạo yên tâm. Nếu Viên Cương nói đã chuẩn bị kỹ càng, Ngưu Hữu Đạo cũng không nói nhiều, hơi nghiêng đầu ra hiệu. Đi thôi, thuận tiện thông báo cho Hoàng Liệt một tiếng, lễ nặng đến rồi. Chương 857, Hương Sư Động Chúng Khai. Viên Cương hơi gật đầu, xoay người nhanh chân đi. Nam tử áo hoa nghe như hiểu mà như không hiểu, cũng không hỏi nhiều. Lần này cũng là lần đầu gờ tận mắt lĩnh giáo thủ đoạn của vị này, trái lại còn mỏi mắt mong chờ, xem vị này rốt cuộc muốn làm gì. Rời khỏi vùng phòng ngự quan trọng của Sơn Trang, Tào Ngọc Phi trên đường mòn mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại liếc nhìn núi xanh rậm rạp, lại hỏi đệ tử. Đã nhìn rõ hay chưa, xác nhận chưa? Đệ tử nói, sư phụ yên tâm, không sai. Đệ tử thấy là thật, tuyệt đối là bản thân Ngưu Hữu Đạo. Nếu có sai lầm, đệ tử nguyện dùng tính mạng đảm bảo. Đi, Tào Ngọc Nhi lập tức nói, dẫn đệ tử cấp tốc bay đi, nhắm về hướng rừng cây phía trước núi. Thầy trò hai người bay lượn trong rừng núi sâu thẳm, trên đường có các đệ tử Phi Hoa Các như ẩn như hiện đoạn hậu, quan sát xem có người theo dõi phía sau hay không. Họ tới một hẻm núi trong núi sâu, thấy Cam Miểu Thủy mặc thường phục đang chắp tay đứng cạnh dòng suối, sắc mặt trầm và lạnh. Phía sau còn có mấy người đứng cùng, có trưởng môn Kim Vô Quang của Chân Linh Viện, Cao Thiếu Minh mặc thường phục cũng ở đây. Về rồi, Kim Vô Quang lên tiếng nhắc, mọi người bao gồm Cam Miểu Thủy đồng thời quay lại nhìn. Thầy cho Tào Ngọc Nhi hạ xuống trước mặt họ, ca công công, Tào Ngọc Nhi chắp tay nói, may mắn không làm nhục mệnh, Cam Miểu Thủy, có thể xác nhận Ngưu Hữu Đạo ở trong Sơn Trang. Tào Ngọc Nhi, lần này quả thực ở trong Sơn Trang, ta đã nói chuyện với hắn theo những gì đã sắp xếp, không sai lầm. Được, có tin tức nói hắn muốn đi về phía phủ thành Châu Nam. Một khi để hắn vào phủ thứ sử Châu Nam, muốn xuống tay với hắn sẽ phiền phức. Lần này không ra tay thì thôi, vừa ra tay tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát. Cần phải một đòn tất trúng, giết tuyệt tính mạng kẻ này. Ca Miểu Thủy trầm bổng du dương căn dặn mọi người, đặc biệt chỉ điểm Tào Ngọc Nhi và Kim Vô Quang. Chân Linh Viện và Phi Hoa Các đã bố trí người vào chỗ chưa? Đúng chỗ, náu mình chờ lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể vây công. Hai vị trưởng môn gật đầu xác nhận, nhưng trong lòng có mấy phần bi thương. Lần này vì diệt trừ một Ngưu Hữu Đạo, ngoại trừ đệ tử luyện khí kỳ của hai phái, những đệ tử khác hầu như đã dốc toàn bộ lực lượng, tụ hơn 10.000 tu sĩ, đội hình tuyệt đối khổng lồ. Hai người đều biết tác dụng của họ, đơn giản là dùng để đối phó với lượng lớn tu sĩ ba phái Lưu Tiên Tông, Phù Vân Sơn và Thanh Tú Sơn đang hộ vệ Sơn Trang. Tuy rằng thực lực của ba phái kia không bằng hai nhà bọn họ, nhưng vừa đánh tới, người ta cũng không thể không đánh trả, cá chết lưới rách cũng có thể làm cho bọn họ phải trả một cái giá cực lớn. Nhưng hết cách rồi, cũng như Tào Ngọc Nhi nói với Ngưu Hữu Đạo, Chân Linh Viện và Phi Hoa Các ở nước Yến đã là chó mất chủ, không có thu nhập lại phải nuôi nhiều người như vậy chưa nói, mà nhiều tu sĩ như thế, có thế lực nào không lo lắng, có thể để bọn họ đặt chân. Các thế lực trên địa bàn nước Yến sẽ không thu nhận sự giúp đỡ của họ. Các thế lực tại quốc gia khác lại càng không cho phép họ. Nếu không có triều đình khoan dung, nhiều tu sĩ như vậy chỉ sợ còn khó tìm được nơi ở. Nếu thật sự cắt bỏ mọi liên quan với triều đình, các thế lực sẽ càng không khách khí với họ. E rằng họ chỉ có thể cản trở khắp nơi, chạy đông chạy tây, cứ thế mãi, hậu quả không khó tưởng tượng. Vấn đề là, vận dụng sức mạnh lớn như vậy, trả giá to lớn lại chỉ đánh đổi một cái mạng của Ngưu Hữu Đạo, họ cũng chẳng nhận được lợi ích gì. Chỉ bằng chút tiền tài mà triều đình bố thí cho, lại thêm một lời hứa không đầu không đuôi, trời mới biết lúc nào có thể làm tròn lời hứa lấy lại Châu Nam. Nhưng đã hết cách rồi, cánh tay không cưỡng được bắp đùi, nếu dám từ chối, lợi ích lớn bao nhiêu có thể không cho được ngươi, nhưng có thể ép ngươi vào đường chết. Vừa vặn, Lúc trước khi chuẩn bị tấn công Châu Nam, đại ti không đồng mạch của nước Yến đã tìm tới họ. Người của hai phái vừa vặn bố trí ở gần Châu Nam, cho nên thuận tiện dùng tới hai phái. Hai phái liên tục đi lại đường xa tập kết nhân lực, cũng không dễ tìm lý do từ chối. Từ khi mất địa bàn Châu Nam, Chân Linh Viện và Phi Hoa Các đã triệt để mất quyền lên tiếng ở nước Yến. Được, Ca Miểu Thủy gật đầu, xoay người đối diện với các tu sĩ trước mắt, chắp tay ôm quyền nói. Lần này tập kết 300 cao thủ, tập kích tiêu diệt Sơn Trang, sẽ do chư vị dẫn đầu. Bên ngoài có Chân Linh Viện và Phi Hoa Các mạnh mẽ tấn công hấp dẫn đông đảo nhân lực của đối phương. Bên trong sẽ dựa vào các vị, hy vọng chư vị đồng tâm xuất lực. Mọi người đều chắp tay, có người nói. Ca Công Công, ta thừa nhận Ngưu Hữu Đạo là có một chút danh mỏng, nhưng đối phó với một Ngưu Hữu Đạo mà phải hưng sư động chúng như vậy, có phải hơi quá. Coi như lấy được thủ cấp của hắn cũng làm người khác chê cười. Tên tặc này không phải kẻ bình thường, thủ đoạn không tầm thường, tuyệt không thể lấy tu sĩ bình thường ra so sánh. Chỉ có thể dùng số lượng lớn, không thể khinh thường, lo trước khỏi họa là không sai. Ca Miểu Thủy vung tay, không nói nhiều, lại lắc mình đáp xuống đối diện dòng suối nhỏ. Trên tảng đá ở vách núi đối diện, một lão mặc trang phục màu vàng đang ngồi khoanh chân, có vẻ không hợp cảnh. Ông lão này không phải ai khác, chính là cao thủ xếp hạng 7 trên đan bảng, xem như người đạt cực hạn trong các tán tu, tên là Tông Nguyên. Tu sĩ ở đối diện chạm mắt đến người này cũng nổi lòng tôn kính, không ngờ triều đình vì đối phó với một Ngưu Hữu Đạo mà còn mời vị này ra khỏi núi. Ca Miểu Thủy chắp tay nói, tiên sinh Tông, có thể nhớ người trên bức vẽ. Tông Nguyên chậm rãi mở mắt, ta không phải đứa trẻ 3 tuổi, không cần ngươi nhắc nhiều. Ngươi chỉ cần nhắc nhở Thương Kiến Hùng sau này phải giữ lời hứa, nếu không ta lại xem cao thủ ba phái có thể một tấc không rời y hay không. Ca Miểu Thủy bình tĩnh, loại uy hiếp này chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì đối với ông ta, không nhìn xem người chấp hành pháp tắc thiên hạ là ai. Nhược điểm nằm trong tay, chuyện có thể lớn cũng có thể nhỏ. Nói nhỏ, họ có thể san bằng, nói lớn ra, dù họ không chấp hành được cũng có thể vạch trần phiêu miễu các. Trước khi nói những lời vô dụng này thì phải nghĩ lại xem, một khi chọc giận bên này, liệu có thể tránh được bị phiêu miếu các truy sát hay không? Nói trắng ra, phiêu miếu các chính là cái đầu gai chuyên trị các loại không phục quy tắc. Đương nhiên, tuy không sợ, nhưng nước Yến không muốn tự chuốc lấy phiền toái, bằng không trước khi hàng phục loại đầu gai phiêu miếu các này, chúng vẫn mang đến uy hiếp không nhỏ. Không giết được hoàng đế, thì phía sau hoàng đế còn các con cái và các đại thần căn bản để giữ gìn sự thống trị. Ba đại phái lấy đầu ra nhiều cao thủ đến bảo vệ tất cả mọi người, cho nên loại cao thủ như vậy muốn giết từng người cá biệt là quá dễ. Nếu không cần thiết, chẳng ai tự nguyện đắc tội đến chết với kẻ như thế. Tiên sinh Tông yên tâm, triều đình thực ra cũng có ý tốt. Thân phận của Tông Duyên Linh bại lộ, triều đình đã kịp đứng ra bảo hộ, cũng để tránh cho miệng lưỡi thế gian. Ai muốn nói gì, triều đình bất cứ lúc nào cũng có thể đứng ra giải thích, bởi y đã sớm có chức quan do triều đình ngầm ban tặng. Sau khi chuyện thành công, chỉ cần tiên sinh đồng ý, triều đình có thể hứa cho y một chức quan nhàn tản. Đến lúc đó, cần hai tu sĩ bảo vệ cũng là bình thường. Đương nhiên, nếu tiên sinh Tông không muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dẫn y đi, triều đình cũng không muốn đắc tội với tiên sinh. Ca Miểu Thủy khách khí, Tông Nguyên căng mặt ra, lòng có thể nói là đang bốc lên từng đợt hối hận. Ông ta hận không nên nhất thời bị ma quỷ dụ dỗ để lại nhược điểm, bị một lũ trộm cắp lấy ra áp chế. Từ nhỏ vốn tưởng rằng đời này không có gì ràng buộc, ai ngờ cuối cùng vẫn gặp một người phụ nữ làm ông ta động lòng, có một đứa con trai, chính là Tông Duyên Linh. Sau đó con trai lại cho ông ta thêm mấy đứa cháu trai, cháu gái. Chương 858, thả Thanh Thanh ra. Bằng vào thực lực của ông ta, không thiếu tài nguyên tu hành, cũng không cần làm trâu làm ngựa bị người ta ràng buộc. Ông ta lặng lẽ thu xếp cho con trai chính là sợ bị người khác dùng làm con tin để uy hiếp mình. Ai ngờ, vẫn để lộ tin tức, con trai, cháu gái đều rơi vào tay người ta. Ông ta không thể nào lòng dạ sắt đá đến mức từ bỏ tất cả. Hối hận thì đã muộn, cũng không có lời gì để nói. Nói ít thôi, dám hủy lời hứa, ta vặt cái đầu của ngươi trước. Được, chỉ cần tiên sinh có thể thành công, Ca Mỗ tự sẽ lấy cái đầu trên cổ xuống bảo đảm cho tiên sinh. Ca Miểu Thủy chắp tay, tiện đà lại duỗi tay mời ông ta. Mọi người ở bên kia dòng suối chú ý thấy Tông Nguyên chậm rãi đứng dậy. Bảo mọi người chuẩn bị, chấp hành như thường lệ. Lưu Tiên Tông, Viên Cương đến. Nghe Viên Cương nói xong, trưởng môn Phí Trường Lưu vung tay ra hiệu cho đệ tử đi chấp hành. Viên Cương lưng đeo 3 cây hống đao nói, không kéo dài, toàn phái phải dốc toàn bộ lực lượng, lập tức chấp hành. Trưởng môn tự mình đôn đốc đi. Phí Trường Lưu cau mày nói, Viên Cương, đệ tử bổn môn đang có người bế quan tu luyện, có người làm việc khác. Ý ta là nên thấy đủ, không cần làm quá mức. vì từ lúc ba phái đến nơi này từ năm đó, Viên Cương thường làm cái gọi là diễn luyện, chính là một khi có kẻ tập kích Sơn Trang Mao Lư thì phải làm sao phòng ngự, đưa ra các loại phương án để diễn thử. Thực ra ba phái rất thiếu kiên nhẫn khi làm chuyện này, lại vướng Ngưu Hữu Đạo nên ba phái đành phải phối hợp một phen. Thời gian lâu, tập mãi cũng thành thói quen, cũng có thể ứng phó, chính là chọn ra người qua loa một lượt. Đột nhiên có việc xảy đến thật sự khá khó tiếp nhận. Cả phái có nhiều người như vậy, kéo hết ra chơi trò khỉ thì vui lắm sao? Ngữ khí của Viên Cương trở nên hơi nghiêm khắc, "Phí trưởng môn, đây là pháp chỉ của đạo gia, lập tức chấp hành. Kẻ đến trễ, giết." Trần Bá, Ngô lão nhị đang đứng sau lưng Viên Cương nhìn chằm chằm. Hôm nay, họ phụ trách an toàn của Viên Cương. Phí Trường Lưu sợ hãi bật người dậy, hỏi, "Có phải là xảy ra chuyện gì?" Viên Cương, "Không cần hỏi nhiều như vậy, đến thời điểm tự nhiên biết." Tiếp xúc lâu, Phí Trường Lưu cũng biết Viên Cương là người thế nào. Hắn ta nói chuyện rất cứng, khiến người nghe không thấy thoải mái. Thế nhưng quen rồi cũng không thấy quá nghiêm trọng, nên ông ta hỏi, "Đạo gia còn trong Sơn Trang không? Ta đi gặp hắn." Viên Cương, "Ngươi muốn gặp, ta không cản, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, người như đạo gia có lúc rất dễ nói chuyện, có khi lại là người máu lạnh vô tình. Nếu ngươi không sợ đạo gia giết một kẻ răn trăm người, đứng đi vào mà nằm khiêng ra, vậy thì cứ thử xem. Ngươi đi thử cũng không sao, tốt nhất là đừng liên lụy đến cả Lưu Tiên Tông. Tốt nhất là lập tức bảo đệ tử Lưu Tiên Tông toàn bộ tập hợp. Chỉ cần hơi chậm trễ, ta đảm bảo ở Châu Nam không còn chỗ đặt chân cho Lưu Tiên Tông đâu." Đã nói đến mức này, Phí Trường Lưu không còn dám bướng bỉnh nữa. Vấn đề coi như có chấp hành cũng chỉ phiền phức một lát, chẳng tổn thất gì. Không lâu sau, đệ tử Lưu Tiên Tông toàn bộ dốc sức. Sau đó Phí Trường Lưu mới phát hiện không chỉ đệ tử Lưu Tiên Tông, cả Thanh Tú Sơn và Phù Vân Tông cũng đã hành động từ trước. Nhân viên trong Sơn Trang Mao Lư cũng dồn dập hành động. Trong một căn phòng cao nhất của Sơn Trang, Ngưu Hữu Đạo đứng ở nơi cao nhất, nam tử áo hoa ở bên, Lôi Tông Khang và Đoạn Hổ cũng có mặt, đang phụ trách quan sát bốn phía. Thương Thục Thanh bò lên trên lầu, hô, "Đạo gia!" Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, thấy Thương Thục Thanh, lại thấy Ngân Nhi ôm hộp đựng thức ăn, không tim không phổi đi theo sau Thương Thục Thanh, cũng nhìn thấy Quản Phương Nhi sau đó đi tới, liền cau mày nói, "Hồng nương, ngươi không nói cho quận chúa phải trốn đi cùng đám Trang Hồng hay sao?" Không cho Thương Thục Thanh đi cùng hắn tất nhiên là có nguyên nhân. Một trong các nguyên nhân là, nếu thật sự gặp nguy hiểm, lần này đối phương lại nhắm vào hắn, sẽ không mất thời gian với người khác, cho nên sẽ không cần phải đắc tội đến chết với tiên sinh Ngọc Thương. Một khi thành công, chúng sẽ lui lại, Thương Thục Thanh và mẹ con Trang Hồng ở cùng nhau sẽ an toàn hơn. Mặt khác, ở bên cạnh Ngưu Hữu Đạo càng nguy hiểm hơn. Quản Phương Nhi đi tới cười khổ nói, chưa dứt lời, mà cũng vì nói rồi, quận chúa lại càng muốn tới tìm ngươi, cản cũng không nổi. Không thì ta trói nàng lại mang đi. Ngưu Hữu Đạo lập tức nói, "Mang đi, quận chúa, đi thôi." Quản Phương Nhi bắt lấy cánh tay Thương Thục Thanh muốn kéo đi. Không ra tay thì thôi, vừa bắt lấy một cái lại có vẻ đột ngột, không kịp chuẩn bị. Đột, mông đã trúng một cước, Quản Phương Nhi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngân Nhi thở phì phò nhìn mình lom lom, dường như trách bà ta không nên bắt nạt Thương Thục Thanh, lập tức tung chân đá vào mông bà ta một phát. "Thả ra Thanh Thanh ra." Ngân Nhi trừng mắt, miệng ngâm bọc đồ ăn, lời cảnh cáo nghiêm khắc phun ra khỏi miệng lại như tiếng lào bào. Mặt Quản Phương Nhi giật giật, sợ hết hồn, tay thả lỏng cánh tay của Thương Thục Thanh ra. Bà ta có trêu chọc ai cũng không dám chọc giận vị này. Một khi vị này tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng, đó là cái kẻ giết cả người mình không tha. Bà ta không có nhiều thiên kiếm phù bảo mệnh, nếu không phải như vậy, làm sao còn phải sợ người ngoài xâm phạm gì, mà quan trọng là vị yêu vương này thật sự vô căn cứ, không thể hy vọng chút nào vào được. Ngưu Hữu Đạo chỉ về Ngân Nhi, "Ngươi tham gia náo nhiệt vớ vẩn, nghe lời, đi xuống." Ngân Nhi liếc nhìn Thương Thục Thanh không muốn đi, lập tức mạnh miệng nói, "Không đi, ngươi." Ngưu Hữu Đạo không nói gì được, hắn cũng e ngại vị này, không dám làm quá, chỉ có thể lừa gạt. Nam tử áo hoa có vẻ bất ngờ, không khỏi nhìn lại Ngân Nhi. Y cảm thấy con hàng Ngưu Hữu Đạo này đứng trước cô gái kia lại có vẻ thiếu niềm tin. "Đạo gia, ta không sợ." Thương Thục Thanh vội vã lên tiếng, vẻ khẩn cầu, giọng nói còn có phần cầu xin. Thấy Sơn Trang Mao Lư gặp đại địch, lại thêm Ngưu Hữu Đạo dặn dò sáng nay, nàng biết chắc không phải việc nhỏ. Nàng ở Sơn Trang này không phải mới ngày một ngày hai, đã hiểu rất rõ nơi này. Đây là sào huyệt của Ngưu Hữu Đạo, chung quanh còn có tu sĩ ba phái phòng thủ, chưa bao giờ thấy bầu không khí trong Sơn Trang Mao Lư căng thẳng như hôm nay. Trước đây thường thường nghe thấy tin Ngưu Hữu Đạo gặp nạn, không có khả năng góp sức. Bây giờ chuyện xảy ra ngay trước mặt, Ngưu Hữu Đạo thu mắt nhìn bên hông nàng, phát hiện nàng đã mang cả bội kiếm tới, một tay đặt sẵn trên chuôi kiếm. Hắn vừa bực vừa buồn cười, nhưng vừa đối diện với ánh mắt chân thành của nàng, hắn lại không giận nổi, cũng không cười nổi, chỉ cau mày. Đúng lúc này, Lôi Tông Khang nói, đạo gia, Hoàng Liệt đến rồi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đoạn Hổ dẫn nhóm Hoàng Liệt tới. Xoay người lại, Ngưu Hữu Đạo tới trước mặt Thương Thục Thanh, mặt cúi xuống, đối diện khoảng cách gần với Thương Thục Thanh. Ngươi là quận chúa, nếu muốn ở lại nơi này, ta cũng không tiện miễn cưỡng ngươi. Nhưng ngươi là người thông minh, hẳn phải biết, một khi xảy ra việc, kiếm trong tay ngươi không chỉ không phát huy được tác dụng mà còn trở thành gánh nặng. Ngươi muốn ở lại cũng được, một khi sự tình không thể chống chế, ta bảo ngươi đi, ngươi nhất định phải nghe lời, hiểu chưa? Thương Thục Thanh cắn môi, người ta đã lùi lại cầu việc khác, nàng biết nếu không đồng ý chỉ sợ hắn sẽ lập tức bắt nàng rời đi ngay, nên không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Được, Ngưu Hữu Đạo lập tức nghiêng đầu ra hiệu cho Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi hiểu ý của hắn, một khi tình hình mất khống chế, bà ta phải phụ trách mang Thương Thục Thanh đi, gật đầu hiểu ý. Nam tử áo hoa dường như có vẻ lo lắng, tình cờ liếc nhìn gương mặt Thương Thục Thanh một cái. Hoàng Liệt lên lầu, ánh mắt đảo qua mọi người trên lầu. Trước tiên ông ta gật đầu thăm hỏi Thương Thục Thanh, sau đó chợt cười ha ha với Ngưu Hữu Đạo. Lão đệ, nghe nói lễ nặng đến rồi, ta không chờ được, chuyên môn tới đây để nhìn. Chương 859, tập kích 1, Ngưu Hữu Đạo cười, cũng sắp rồi, trưởng môn Hoàng chờ xem. Ồ, Hoàng Liệt gật đầu, đã đợi mấy ngày, chờ thêm lát nữa cũng không sao. Huống chi ông ta cũng có lời muốn nói, bèn tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo. Hôm trước lão đệ nói về chuyện đi tới phủ thứ sử Châu Nam, ta suy nghĩ giúp lão đệ một chút, cảm thấy lão đệ không nên đi phủ thành thì hơn. Thương Thục Thanh bên cạnh nghe vậy liền ngẩn ra, nghiêng tai lắng nghe. Ngưu Hữu Đạo nhíu mày nói, chẳng lẽ trưởng môn Hoàng ước gì ta chết sớm? Ây, lời này nói ra thực thẹn, cũng không phải. Hoàng Liệt xua tay, nói tiếp, vì an toàn của lão đệ có thể tới tông môn của Đại Thiện Sơn ta. Nơi đó có tinh anh của Đại Thiện Sơn ta tập hợp, càng có cao thủ như Túc lão canh giữ, an toàn hơn cả phủ thành. Ta sắp xếp như vậy, lão đệ có yên tâm chăng? Ngưu Hữu Đạo không tỏ rõ ý kiến, chuyển đề tài. Gần đây ta có nhận được tin, có người nói vì ta muốn đi tới phủ thành nên Đại Thiện Sơn không thoải ái, muốn cấu kết với triều đình trong ngoài phối hợp muốn dồn ta vào chỗ chết, trưởng môn Hoàng thấy sao? Lời này vừa nói ra, Thương Thục Thanh hãi hùng khiếp vía, lẽ nào ngày hôm nay có quan hệ tới Đại Thiện Sơn? Sắc mặt mọi người của Đại Thiện Sơn đều trầm xuống, đều theo bản năng nhìn ngó chung quanh, lo lắng lời mời lần này có trá. Hoàng Liệt cảnh giác bốn phía, sau đó trầm giọng nói. Kẻ nào dám bịa đặt láo toét, lão đệ, lẽ nào ngươi cũng tin lời lẽ xích mích ly gián này? Ta tất nhiên là không tin, trưởng môn Hoàng mời ta tới Đại Thiện Sơn là ý tốt, ta cũng chân thành ghi nhớ. Để tránh mọi người nháo nhào không vui, làm cho người ta có cơ hội xen vào, cũng để cho thấy thành ý của Ngưu Mỗ quyết định, chuyện chuyển về phủ thành coi như thôi, không đi nữa. Ngưu Mỗ tiếp tục ở lại sơn trang Mao Lư nhỏ này. Trưởng môn Hoàng có thỏa mãn chăng? Lời này nghe vào tai sẽ ra các ý nghĩa khác nhau. Người của Đại Thiện Sơn không biết nên coi là nói thật hay không. Tuy Hoàng Liệt ước gì Ngưu Hữu Đạo không đi về phủ thành, nhưng cảm giác lời của đối phương càng như nói vu vơ, hai tay nâng nâng lên. Lão đệ, cần gì nói lời vô ích, ta thật sự không có ý gì khác. Mời lão đệ đến Đại Thiện Sơn đúng là vì an toàn của lão đệ, tuyệt đối không nên vì lời đồn mà bị quấy nhiễu. Ngưu Hữu Đạo, chính vì có khả năng là lời đồn nên mới không thể để người thực hiện được. Năm đó mời Đại Thiện Sơn đến Châu Nam, ta nguyện nhắc lại với trưởng môn Hoàng trước mặt tất cả mọi người có mặt ở đây hôm nay. Đại Thiện Sơn cứ an tâm, lợi ích của Châu Nam sẽ quy cho Đại Thiện Sơn, ta tuyệt không cướp lấy nửa phần. Chỉ cần là thứ ta nên có được, chắc chắn sẽ không được voi đòi tiên ở Châu Nam. Nói ra lời ấy trước mặt tất cả mọi người, mặc kệ thật lòng hay không, người của Đại Thiện Sơn nghe xong đều cảm thấy thoải mái. Hoàng Liệt than thở, lão đệ tự nhiên là đáng tin, không cần nhắc lại. Ta tín nhiệm lão đệ. Ngưu Hữu Đạo, ta nói những lời này là vì hy vọng Đại Thiện Sơn tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, không được voi đòi tiên ở Châu Nam, đẩy ta vào tuyệt cảnh. Hoàng Liệt nghiêm mặt nói, tại sao nói chuyện đẩy vào tuyệt cảnh? Đại Thiện Sơn tất nhiên nói lời giữ lời, nhất định chúng ta sẽ giữ gìn cục diện hiện tại của Châu Nam cùng với lão đệ. Cho dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Đại Thiện Sơn không hẳn đã tin tưởng mọi lời mà Ngưu Hữu Đạo nói. Tương lai, chưa chắc Đại Thiện Sơn đã giữ lời, đều chỉ là để thỏa hiệp với thế cục trước mắt. Một núi không thể chứa hai cọp, đó là lời nói chí lý. Cuối cùng nhất định phải có một phương yếu đi, nhất định phải có một phương vượt trên một phương khác, trong Châu Nam mới có thể ổn định lại. Thế nhưng, hiện nay song phương vẫn đang nói lời tốt đẹp để an ủi đối phương mà thôi. Trong rừng núi, nhìn các đệ tử diễn luyện mai phục như thường ngày, Phí Trường Lưu nghiêm túc. Trận tuyến co rút lại đến tầng cuối cùng, trước đây, phần lớn thời gian diễn luyện đều ở ngay bên ngoài khu vực này. Bây giờ nhân thủ lại co rút vào biên giới của khu vực hạch tâm, từ bỏ phòng thủ ngoại vi. Dường như có tiếng động dưới lòng đất, Ô Thiếu Hoan báo cảnh tỉnh, dưới chân núi, một tầng đất đột nhiên sụp xuống, có rất đông người lao ra. Đó chính là đại quân phòng vệ bên ngoài, mọi người bị giật mình một hồi. Chúng đệ tử Lưu Tiên Tông còn đang ngơ ngác chưa biết có chuyện gì xảy ra, tiếng động ầm ầm vang lên không ngừng. Cả vùng chân núi không ngừng có các tầng đất sụp đổ, xuất hiện các cửa động. Một nhánh quân đội lao ra, tụ tập dưới chân núi như thủy triều. Người bên Phí Trường Lưu rất ngạc nhiên, dưới lòng đất từ bao giờ đã đào nhiều đường ngầm như vậy. Dường như nhân mã cũng có thêm rất nhiều, quan trọng nhất là, nhân mã vừa lao ra hầu hết đều cầm đủ loại vũ khí. Nhân mã vừa ra, các loại linh kiện vũ khí mau chóng được chắp vá, lắp ráp vào với nhau. Từng chiếc nỏ công thành kích cỡ tương đương xe ngựa mau chóng được lắp ráp, xuất hiện trước mắt các đệ tử của Lưu Tiên Tông. Động tác của những người đó cực kỳ thông thạo, những người xuất hiện sau đó không ngừng gánh lấy trường mâu bằng thép tinh luyện chạy ra, chất đống bên cạnh nỏ công thành. Mấy người lắp đặt nỏ công thành xong sẽ đồng thời dùng chân đạp, tay kéo những sợi dây cung to. 5 cây trường mâu bằng thép tin cùng hợp làm một tổ, một khi bóp cò, 5 cây trường câu cùng bắn ra. 3 chiếc nỏ công thành làm một tổ, đặt so le trước sau, liên tục như vậy, hầu như đã xếp lít nhít kín cả một dải dưới chân núi. Người của Lưu Tiên Tông cũng coi như đã từng chứng kiến quân phòng thủ huấn luyện, nhưng không ngờ lại ẩn giấu nhiều nỏ công thành như vậy. Như thế này cần phải tốn bao nhiêu tiền? Một loạt trường mâu xếp thành hàng, lóe ánh sáng lạnh làm người ta rét run. Thứ này mà bắn ra là có thể xuyên cả tường thành, chính là trọng khí dùng trong công thành chiến. Nó vừa có thể áp chế quân canh gác trên tường, cũng có thể để binh sĩ công thành dùng làm thang leo lên tường thành. Nếu thứ này mà bắn vào người thì khỏi nói. Kỳ thực, bản thân quân đội bản địa coi giữ cũng không hề biết ở đây có chứa nhiều nỏ công thành như vậy. Viên Cương Từ rất sớm đã ngầm lo liệu những việc này. Hắn ta vẽ ra thiết kế rồi chia rẽ lắp ráp, để thợ thủ công nghiêm khắc chế tác các linh kiện dựa theo quy cách, bí mật gửi vào trong đường ngầm. Một khi muốn dùng, có thể lấy ra lắp ráp bất kỳ lúc nào. Bình thường nơi này chỉ cho một số quân coi giữ xem như huấn luyện. Sau nỏ công thành là từng đội quân nối liền thành trận thế, toàn bộ đều là lính bắn tên. Đội ngũ sắp xếp xong, từng người rút tên trong hộp ra, đặt lên dây cung, tạm thời chưa kéo dây, mũi tên hướng xuống dưới. Họ đứng nghiêm, mặt hướng về phía trước, lẳng lặng đợi quân lệnh. Trong rừng có mấy người phóng nhanh ra, là mấy người Viên Cương vừa đi dò xét chung quanh một lượt trở về. Trần Bá kéo tay Viên Cương bay lượn, Phí Trường Lưu vừa chạm mặt Viên Cương lập tức hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có người có ý đồ với chúng ta. Viên Cương vừa dứt lời liền đi xuống, đi về phía thống lĩnh nơi này là Tô Kiệt Nhân. Tô Kiệt Nhân đang chỉ huy bày trận thấy Viên Cương đến, lập tức chắp tay chào. Viên gia, hai người đều là người quen cũ, từ rất lâu trước kia đã biết nhau. Lúc trước chính là y đã đi cùng Viên Cương tới chùa Nam Sơn truyền tin, bây giờ địa vị đã theo cùng Thương Chiêu Tông mà nước lên thì thuyền lên, trở thành thống lĩnh quân đội một phương. Thương Chiêu Tông để Tô Kiệt Nhân trấn thủ nơi này cũng là ý của Viên Cương. Đã chuẩn bị xong chưa? Viên Cương hỏi, đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Viên gia yên tâm, coi như 100 vạn đại quân đến, có những thứ này ở đây, một chốc lát cũng đừng hòng đột phá phòng ngự quân ta. Tô Kiệt Nhân tỏ vẻ tự tin chỉ một loạt nỏ công thành, chợt lại có vẻ tiếc hận. Đáng tiếc, mang theo đại quân xuất chinh thì có phần khó khăn. Chương 860, tập kích 2. Viên Cương hiểu ý của y, nhiều nỏ công thành như vậy, cho dù tháo ra vận chuyển cũng là một khoản quân nhu gánh vác cực nặng, lại thêm lượng lớn trường mâu thép tinh càng nặng vô cùng. Vận chuyển cự ly ngắn còn được, hành quân đường dài dựa vào nhân lực thì quyết không chịu nổi. Không có năng lực vận tải tương đương thì cực khó có thể vận chuyển đi, sẽ kéo chậm tiến độ tiến lên của đại quân. Viên Cương, không có đánh rắn động cỏ chứ? Tô Kiệt Nhân, hẳn là sẽ không, chung quanh đây để lại mấy trăm người tuần tra như thường lệ, từ bên ngoài sẽ không nhìn ra đầu mối gì. Y nhận được tin của Viên Cương, không hề do dự chút nào, lập tức chấp hành dựa theo phương án diễn tập lúc trước. Phí Trường Lưu đi tới, hỏi lại, ai muốn có ý đồ với chúng ta? Hiện tại vẫn chưa thể xác định, chỉ là ở để ngừa bất chắc. Viên Cương nói thật, bên họ thực ra cũng không biết tình huống về đối thủ. Ngưu Hữu Đạo bảo chuẩn bị cũng là để phòng bất chắc. Ngưu Hữu Đạo dự tính, muốn giết hắn giữa khu vực được trọng binh phòng thủ này, đơn giản có 3 khả năng. Một là, dùng thủ đoạn ám sát quỷ dị, bí ẩn. Ví dụ như hạ độc, nhưng hầu như không có khả năng. thức ăn của hắn có người chuyên môn thao tác và kiểm tra vô cùng cẩn thận. Hai là, trực tiếp dùng cao thủ nhảy từ trên không xuống sơn trang chém giết. Còn ba chính là phái ra lượng lớn nhân thủ mạnh mẽ tấn công. Phòng ngự được bố trí hiện tại chính là để phòng bị khả năng này. Muốn dùng phòng tuyến ngoại vi để cản trở, tránh cho bên trong thêm phiền nhiễu. Chỉ cần phòng vệ được khả năng thứ ba, khả năng thứ hai có thể yên tâm hơn nhiều. Đạo lý rất đơn giản, khó có thể tập trung quá nhiều vật cưỡi bay để chở nhiều cao thủ nhảy từ trên trời xuống. Phí Trường Lưu quay đầu lại nhìn các trưởng lão đi cùng. Mọi người trao đổi ánh mắt một phen, không ai là kẻ ngốc, trong lòng đều có suy đoán. Đối với kẻ ra tay với nơi này, khả năng lớn nhất chính là triều đình, mà đối tượng nhằm vào rất có thể chính là Ngưu Hữu Đạo. Viên Cương lại nói, trưởng môn Phí, binh lực nơi này chỉ có hạn, phải phát huy ra tác dụng ngăn chặn to lớn nhất. Ta hủy bỏ trận phòng hộ bằng khiên ở hàng trước nên xin mời đệ tử ba phái đứng phía trước vị trí nỏ công thành để đề phòng, tránh trường hợp có tu sĩ dùng lực tay cường hãn ném mạnh vũ khí phản kích, tránh đối phương quấy rầy đến trận thế công kích khác của chúng ta. Mặt khác, nỏ công thành này cực kỳ tốn công kéo dây, cũng xin mời đệ tử ba phái hỗ trợ, để có thể tăng nhanh tốc độ bắn. Thực ra binh lực không ít, để bảo vệ Ngưu Hữu Đạo, Thương Chiêu Tông thẳng thắn thiết trí vùng này thành khu vực đóng quân trọng điểm, có tới 50.000 binh lính, còn ít sao. Đến lúc này, Phí Trường Lưu có thể nói không sao. Lúc trước không biết chút tin tức nào, một chút hậu chiêu cũng không kịp chuẩn bị. Bây giờ ông ta không dám đối nghịch với Ngưu Hữu Đạo vào bước ngoặt này, chỉ có thể gật đầu, sau đó quay lại bảo người cấp tốc truyền lệnh. Ông ta cũng biết, luận quy mô trận chiến, bên này không bằng quân lính kia. Đệ tử Lưu Tiên Tông lập tức lục tục bay xuống, phối hợp với trận thế công kích. Tuy phối hợp, nhưng nhân viên hỗn loạn không thành kết cấu gì, vị trí thưa thớt. Viên Cương hơi cau mày, nhưng cũng không nói gì, cũng biết những người này không thể so sánh với quân đội được huấn luyện mỗi ngày một khi đối mặt với tình huống như thế. Đi nói cho đạo gia, phòng tuyến ngoại vi đã được chuẩn bị kỹ càng. Viên Cương quay đầu nói với Chu Lão Bát, Chu Lão Bát lập tức lắc mình chạy về. Trên đỉnh núi đối diện với đường mòn trên núi, mười mấy con chim cỡ lớn đang tụ tập, đồng thời còn có mấy trăm tu sĩ. Ca Miểu Thủy và Cao Thiếu Minh đứng chung, mắt nhìn các tu sĩ trong khu rừng phía dưới đang lao ra, liên tục bay lượn lên xuống, vọt tới đường chính, nhằm về phía trận địa phòng ngự bên phía sơn trang Mao Lư. Lính gác trên lầu canh trong trận địa phòng ngự phát hiện lượng lớn tu sĩ đột nhiên xông đến, có người lập tức cầm dây thừng nối với chuông cảnh báo rung động không ngừng. Tiểu đội tuần tra bên dưới lập tức chạy đi, trốn vào trong các góc của nhà cửa bên đường. Tô Nhân Kiệt từng hạ lệnh, một khi phát hiện địch tấn công, chỉ cần báo lại, không nên chống cự, lập tức bỏ trốn. Y cũng biết, người dám tấn công nơi này không thể bị cản lại bởi những lính tuần tra kia, không khác nào giơ đầu xin chém. Đệ tử của Phi Hoa Các và Chân Linh Viện từ bốn phía vây kín lại. Tào Ngọc Nhi dẫn dắt một bộ phận đệ tử tấn công chính diện quát. Không cần để ý, nhóm lớn tu sĩ vù vù lao qua trời, không thèm nhìn sĩ tốt chạy bên dưới. Đó không phải mục tiêu của họ, bọn họ tới tập kích sơn trang Mao Lư, không cần dây dưa với các tiểu binh kia. Đứng trên đỉnh núi quan sát phía trước, Viên Cương phát hiện lượng lớn bóng đen từ xa bay lượn tới, trầm giọng nói. Đến rồi, Tô Nhân Kiệt, trông cậy vào ngươi, cản chúng lại cho ta. Tô Nhân Kiệt nghiêm túc không phí lời, choeng một tiếng rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía trước. Lính bên cạnh lập tức nâng tù và bằng sừng trâu lên, hít một hơi thôi kèn lệnh ù ù. Tiếng kéo kẹt dưới chân núi vang lên liên miên. Các cung thủ trong trận doanh toàn bộ nhấc cung, kéo căng, mũi tên chỉ xéo lên bầu trời. Bên cạnh đông đảo nỏ công thành, từng sĩ tốt vung búa gỗ lên cao, bất cứ lúc nào cũng có thể đập xuống cò nỏ. Người bên phía Phí Trường Lưu đứng cạnh Viên Cương đều trầm mặt, nhìn thấy tu sĩ đột kích không hề chỉ có một chút, liếc sơ cũng có thể thấy số lượng bóng người e rằng còn đông hơn cả toàn bộ số đệ tử của Lưu Tiên Tông. Tâm tình người nào cũng nặng nề, Tào Ngọc Nhi bay vào tới cũng phát hiện điểm bất ổn, chỉ phát hiện một số binh linh trốn chạy bên ngoài. Đi sâu vào trong lại không thấy một bóng người. Cho dù tập kích chính là để giết đối phương không kịp trở tay, nhưng trận địa phòng ngự này lại không có phản ứng quá lớn khiến bà ta cảm thấy có phần khó lường. Đến lúc lướt qua một gò núi, nghi hoặc trong lòng đã có đáp án. Trận địa nghênh địch đã sẵn sàng thình lình xuất hiện trong tầm mắt của bà ta, làm bà ta nhất thời giật nảy mình. Đối phương đã sớm chuẩn bị, tại sao lại như vậy? Bà ta không nghĩ ra, chẳng lẽ có người để lộ tin tức từ sớm. Hiện giờ bà ta lo lắng là nếu Ngưu Hữu Đạo đã biết tình hình, liệu hắn còn ở lại sơn trang sao? Có phải đã trốn vào trong núi? Nhưng bà ta lại không thể nào hạ lệnh lui về. Không có lệnh của Ca Miểu Thủy, nếu Phi Hoa Các của bà ta dám lui về giữa đường, Phi Hoa Các sẽ không chịu nổi hậu quả trong đó. Bà ta chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt xông về phía trước, cao giọng ra lệnh. Nhanh chóng xông tới trước, đứng trên đỉnh núi, Tô Nhân Kiệt nhìn ra tốc độ xung kích của phe địch, tính toán khoảng cách bao trùm của cung tên bên mình, đợi đến khoảng cách nhất định thì vung bảo kiếm trong tay lên, dùng phương thức đã định sẵn từ trước để truyền đạt lệnh tấn công. Tốc độ tấn công dù sớm không được, chậm cũng không được, chỉ có tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm trận mạc mới có kinh nghiệm chỉ huy về mặt này. Đứng bên cạnh lập tức vung vẩy cờ lệnh trong tay, tùng 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 tùng, chống trận bên dưới rầm rầm gõ vang, lấy Sơn Trang Mao Lư làm trung tâm, phòng tuyến bốn phía chung quanh đồng loạt nổi lên chống trận dồn dập. Nghe thấy hiệu lệnh chống trận, những người chủ trì trong các trận doanh bên dưới cùng lúc rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng phía trước, gào lớn. Bắn tên, trận doanh cung thủ đồng loạt nhắm lên trời, vạn tiến cùng xuất, dây cung bật mạnh, tiếng vèo vèo phá vỡ bầu trời không ngừng nghỉ, hội tụ thành thanh thế kinh người, chấn động không gian. Những cái bóng đen lít nhít lóe lên trên không rồi biến mất. Rất nhiều tu sĩ cả đời cũng chưa từng gặp cảnh tượng nào hùng vĩ như vậy. Trong tiếng cạch cạch cạch, sĩ tốt phung chùy gỗ ra sức đập xuống lẫy của nỏ công thành. Hàng loạt tiếng bực bực vang lên, 5 cây mâu thép tinh mỗi nỏ công thành được bắn ra. Chương 861, Ngưu Mỗ thật đau lòng. Một loạt mâu bằng thép tinh từ nỏ công thành bắn ra như rời núi lấp biển, cắt phá trời cao đi xa. Vì lần ngăn chặn này, Viên Cương đã dùng toàn bộ số cung tên dự trữ, mặc kệ có người chuyên trách bắn tên hay không, chỉ cần biết bắn tên là được. Trong trận xạ kích bằng tên quy mô lớn như thế này, xạ kích chính xác không phải ưu tiên hàng đầu, mà chỉ cần có thể nghe lệnh bắn bao trùm về cùng một hướng là được. Mấy chục nghìn người đều được Viên Cương biến thành xạ thủ, bởi vì hắn ta biết rõ, quân đội triều đình không thể nào thâm nhập vào sâu trong châu Nam mà không bị phát hiện, cho nên người có thể lén lút trèo núi băng đèo tới được đây chỉ có tu sĩ. Chém giết cận chiến, chú quân bên này có thể không phải đối thủ của rất nhiều tu sĩ, chỉ có tấn công khoảng cách xa bằng cung tên mới chiếm được tiện nghi. Mũi tên bay vèo vèo, dày đặc như cơn mưa, giữa trời giáng xuống. Tốc độ bắn của mũi tên cộng thêm tốc độ rơi xuống có uy lực hơn hẳn mũi tên bắn thẳng. Các tu sĩ đang bay lượn nhất thời luống cuống tay chân. Có người vun kiếm khí chống trả, có người vung chưởng gạt tên, có người mở pháp cương hộ thể chống đỡ. Giữa trời làm động tác thi pháp phòng ngự, họ đã không thể nào tụ khí thành cánh để bay được. Trong trận doanh công kích, sau một loạt tên đầu tiên, trận hình hàng đầu cấp tốc quỳ một chân xuống đất, rút tên cài lên cung. Bắn cung, quan chỉ huy ra lệnh, cung thủ tại trận doanh phía sau lập tức bắn tiếp một đợt nữa, sau khi bắn xong lại quỳ chân xuống đất, rút tên đặt lên dây cung. Bắn cung, quan chỉ huy lại ra lệnh, cung thủ tại trận doanh sau cùng bắn một làn mưa tên tiếp theo ra. Lúc này cung thủ ở trận doanh đầu tiên đã kéo căng dây cung, tiếp tục đến trận doanh phía sau cũng đứng dậy. Lại thêm mưa tên như sóng thần bắn ra, ba đợt sóng luân phiên, liên tục không ngừng không nghỉ, duy trì nhịp điệu đều đặn, không cho kẻ địch tấn công một cơ hội thở lấy hơi. Mưa tên không ngừng phả vào mặt, các tu sĩ phi hoa các đã không thể nào duy trì tụ khí thành cánh để bay lượn, bị mưa tên áp chế, chỉ đành hạ xuống đất chạy, còn phải tránh trái né phải không ngừng. Cương khí hộ thể không chịu nổi mưa tên liên miên không ngừng ăn mòn, không ngừng có người bị bắn ngã xuống đất. Đường đường tu sĩ bị cung nỏ phàm nhân như run dế bắn giết, không biết bao nhiêu người chừng muốn nứt cả mắt. Kinh khủng hơn chính là trường mâu bằng thép tinh từ trên trời giáng xuống kia, đó mới là lực lượng ngàn cân đè xuống. Pháp cương hộ thể của tu sĩ trúc cơ kỳ có thể thừa nhận được lực công kích, nhưng cản được lực đâm xuyên tập trung vào một điểm cực nhỏ của trường mâu thép tinh. Trưởng môn, dùng sở đoàn đối diện với sở trường của người ta không được đâu. Còn tiếp tục như vậy, phi hoa các ta sẽ tổn hại nặng nề, lui thôi. Tiếng đinh đinh cạch cạch không ngừng vang lên, trong tiếng tên rơi, một trưởng lão phi hoa các quát lên, quạt bay một đám mưa tên, nhưng trong lúc hô to không kịp ứng phó, lại bị một cây trường mâu từ trên đâm xuyên qua ngực. Người này lại không thể ngã xuống mà bị trường mâu đóng đinh trên đất. Phụp, lại một cây mâu đâm thủng thân thể ông ta còn đang phun ra máu, run rẩy, trong chớp mắt lại bị mưa tên bắn thành nhím. Mặt đất cắm đầy tên như có rừng gai vừa mọc, tận mắt nhìn thấy, Tào Ngọc Nhi thét lên thê lương. Trưởng lão Tạ, trưởng môn cẩn thận, mấy đệ tử phi hoa các phó tới bảo vệ, chống đỡ mũi tên và trường mâu lách cách bắn tới bà ta. Có hai người thét lên đau đớn rồi bị bắn ngã xuống. Tào Ngọc Nhi sắp nổ mắt, rút một cây mâu trên mặt đất, vung tay ném ngược ra sau, giận dữ hô lên. Cao thủ trong môn toàn lực xông lên, phá hoại trận cung thủ của đối phương. Phí Trường Lưu xem cuộc chiến trên đỉnh núi, mắt lấp lóe, từ tốn nói. Đạo gia muốn dùng cứng đối cứng sao? Cầm trong tay tam hống đao, Viên Cương vô cảm, không hé răng nửa lời, nhưng trong lòng hiểu rõ. Lúc này đạo gia muốn thừa cơ đối cứng với triều đình một lần, bằng không đạo gia đã sớm bỏ đi, nào còn đợi đến lúc triều đình tấn công đến. Đang hiệu lệnh đốc chiến, Tô Nhân Kiệt nhếch miệng xem thường. Tu sĩ xung kích phía trước yếu ớt hơn dự đoán, bản lĩnh bày ra tốt như vậy lại không được phát huy đầy đủ uy lực, căn bản không hiểu kết trận xung phong, không biết dùng khiên phòng ngự cũng dám xông bừa, trong lúc xung kích cũng không biết cái gọi là phòng ngự chủ thứ, không có chương pháp, chỉ biết gào gào xông loạn, đúng là phung phí của trời. Y tự nhận, nếu đổi lại do y chỉ huy đám tu sĩ này, sẽ mau chóng đột phá được phòng tuyến công kích của bên này. Nếu y nói ý tưởng này cho Phí Trường Lưu, sau đó cho đệ tử Lưu Tiên Tông học cách cầm khiên tập thể xông pha chiến đấu, không biết Phí Trường Lưu sẽ có cảm tưởng thế nào. Mắt thấy các tu sĩ Phi Hoa Các xung kích bị mưa tên bao trùm mà ngã xuống rất nhiều, các đệ tử Lưu Tiên Tông bị chấn động khó mà xóa bỏ. Chính là quần thể người thường mà họ xem như run rế đồng tâm hiệp lực lại, tụ hợp sức mạnh như thành đồng lại mượn sự sắc bén của vũ khí liền có thể phát huy lực công kích mạnh mẽ như vậy, có thể tàn sát ngay cả tu sĩ cao cao tại thượng. Ban đầu thấy nhiều tu sĩ tấn công như vậy, đệ tử Lưu Tiên Tông còn có phần khiếp đảm, trong lòng manh nha khủng hoảng. Lúc này thấy hiệu quả của công kích phe mình, tâm thần ổn định, chỉ ít không còn mấy người sợ sệt như trước. Nỏ công thành bắn xong một lượt, phía sau lập tức bắn bù. Mộ Búa đập vào lẫy nỏ, dây cung to như cổ tay rung lên bần bật. Sĩ tốt căn bản không dám dùng tay chạm vào dây cung đang rung động cỡ kia, mà đừng nói ra người, dù là dày như da heo cũng có thể bị dây cung đang rung này cạo đi một tầng da. Sĩ tốt dùng gậy gỗ ngăn lại sợi dây cung đang rung, tiếp tục kéo dây. Đệ tử Lưu Tiên bên cạnh thi pháp hỗ trợ, tăng nhanh tốc độ bổ sung trường mâu. Theo khoảng cách xung kích ngày càng gần của phe địch, hai sĩ tốt dùng vai nâng lên giá của nỏ công thành, lập tức có người rút một cục gỗ đệm bên dưới, hạ thấp góc bắn, điều chỉnh khoảng cách xạ kích. Trên một con chim cỡ lớn, Cam Miểu Thủy và Cao Thiếu Minh nhìn thế tiến công bên dưới đang bị chặn lại. Cảnh tượng đảo lộn đầy thảm liệt khiến hai người đều đen mặt lại. Triều đình trăm phương ngàn kế tập kích sao lại trở thành như vậy? Trong quân,